Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 118. Phạn Đạo Nguyên nhìn Diệp Quân bên dưới, lúc này tốc độ của Diệp Quân ngày càng nhanh, sau khi Diệp Quân thay đổi pháp luật, khí tức trên người Diệp Quân ngày càng mạnh. Diệp Quân không chỉ đang thay đổi luật pháp mà còn đang nuốt chửng lấy luật pháp vô thượng của ông ta để làm cho luật pháp của mình mạnh hơn. Phạn Đạo Nguyên biết mình phải ngăn lại, nếu không sức mạnh của ông ta sẽ mất hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Phạn Đạo Nguyên bỗng xòe tay ra, trong tay ông ta bỗng có thêm một cây thước ánh sáng. Phạn Chiêu Đế hít mắt, thước quang âm. Phạn Đạo Nguyên nhìn Phạn Chiêu Đế, cười nhạo, người cũng biết nhiều đấy, còn biết cả thước này. Phạn Chiêu Đế cười nói, xem ra ở đạo điện ông không chỉ bán đứng linh hồn của bản thân. Phạn Đạo Nguyên lạnh lùng nhìn Phạn Chiêu Đế, làm sao ngươi biết được quy tắc giao dịch của đạo điện? Lẽ nào ngươi? Phạn Chiêu Đế bật cười, nụ cười còn có ý khinh thường, sức mạnh có được bằng cách dựa vào lòng từ thiện của người khác, dù có mạnh đến đâu thì có ý nghĩa gì? Phạn Đạo Nguyên cười nhạo, vậy à? Vậy thì để ngươi mở mang kiến thức, thế nào là sức mạnh thật sự? Nói rồi ông ta bỗng biến mất khỏi đó. Vèo. Chỉ thấy một đạo quang âm trường hà lướt ngang qua, lúc này cả vũ trụ tinh hà bắt đầu biến mất, vì không thể chịu được sức mạnh đáng sợ này. Ở bên dưới, khi cảm nhận được nguồn sức mạnh này, sắc mặt Diệp Quân cũng thay đổi, vội ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tận cuối tinh không, một đạo quang âm trường hà dài 10 vạn trượng như một cây thước khổng lồ đánh mạnh về phía Phạn Chiêu Đế cách đó không xa. Trong quang âm trường hà đó có chứa sức mạnh quang âm đáng sợ. Diệp Quân nhìn Phạn Chiêu Đế, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng, người phụ nữ này có thể chống đỡ được không? Phạn Chiêu Đế rất bình tĩnh, cô ta giơ tay phải lên nắm chặt lại, thoáng chốc hàng vạn cột sáng lao ra từ trong lòng bàn tay cô ta. Cả vũ trụ tinh hà đều sôi sục phá tan, từng làn sóng xung kích với sức mạnh đáng sợ không ngừng lan rộng ra mọi hướng. Lúc này toàn bộ khu vực thần hư cũng bắt đầu bị tiêu diệt. Cũng may rất nhiều cường giả đã rút lui, nếu không cuộc đối đầu giữa hai người cũng đủ để quét sạch tất cả mọi người. Thấy sức mạnh đáng sợ do hai người toát ra, ánh mắt Văn Tư hiện lên vẻ nghiêm trọng và kiêng dè. Trong quang âm đạo điện, ngoài đạo chủ quang âm, không ai là đối thủ của hai người trước mặt này, căn bản là không cùng cấp bậc. Thực lực này quả thật là quá đáng sợ. Nghĩ đến đây, ông ta nhìn Đa Nguyên Đạo Đế bên cạnh, Đa Nguyên Đạo Đế không có ý định ra tay, ông ta vẫn bình tĩnh đứng ở đó, trên môi là nụ cười nhàn nhạt. Văn Tư thu ánh mắt lại, không nói thêm gì nữa, mặc dù ông ta chưa từng đánh nhau với Đa Nguyên Đạo Đế nhưng tốt xấu gì Đa Nguyên Đạo Đế cũng là ông lớn, chắc chắn là rất mạnh, mình chỉ cần chờ xem. Ở phía xa, Phạn Chiêu Đế vẫn bình tĩnh khi đối mặt với sự tấn công của Quang Âm Trường Hà, sau đó cả người cô ta bỗng biến mất. Hàng vạn cột sáng bỗng chốc quét qua. Đối đầu trực diện. Chỉ thoáng chốc quang âm trường hà bị đánh cho vỡ nát, sau đó biến mất. Từng làn sóng xung kích sức mạnh đáng sợ liên tục lan ra xung quanh. Phạn Đạo Nguyên bị chấn động văng ra xa mấy vạn trượng, khi dừng lại, ông ta hơi khó tin nhìn Phạn Chiêu Đế cách đó không xa, ngươi, sao có thể? Vì thước quang âm trong tay ông ta xuất hiện vài vết nứt. Thước quang âm là thần vật ông ta phải trả một cái giá rất lớn mới lấy được từ đạo điện thế mà bị nứt rồi. Phạn Chiêu Đế khẽ cười, ông tưởng một món thần vật lấy được từ đạo điện có thể vô địch được sao? Phạn Đạo Nguyên nhìn Phạn Chiêu Đế, cười nói, ta thừa nhận ta vẫn đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi nghĩ ngươi thắng rồi sao? Một luồng khí tức cực mạnh bỗng lan ra xung quanh. Mọi người ở đó bỗng quay đầu lại nhìn Đa Nguyên Đạo Đế cách đó không xa, mọi người đều sửng sốt vì khí tức đáng sợ toát ra từ trên người Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế cười nói, trò chơi trẻ con vớ vẩn này cũng nên kết thúc rồi. Nói rồi cơ thể Phạn Đạo Nguyên bỗng trở nên hư ảo, mỗi lần ông ta trở nên hư ảo một chút thì khí tức của Đa Nguyên Đạo Đế sẽ tăng vọt. Văn Tư khó tin nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, run giọng nói, Phạn Đạo Nguyên là phân thân của ông. Nghe ông ta nói thế, tất cả mọi người đều sửng sốt. Phạn Đạo Nguyên thế mà chỉ là phân thân của Đa Nguyên Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế bật cười, chẳng phải ta từng nói với ông rồi sao? Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Văn Tư vui mừng khôn xiết, thì ra Đa Nguyên Đạo Đế không nói khoác mà thật sự rất lợi hại.
Đây mới là ông lớn thật sự. Đại cục đã định. Lúc này Phản Đạo Nguyên đã biến mất hoàn toàn, khí thức của Đa Nguyên Đạo Đế lập tức tăng lên lần nữa. Lúc này khí thức của ông ta đã mạnh đến mức tất cả cường giả vô thượng thần đế ở đây đều phải run rẩy. Cảnh giới đạo thần. Đây là cảnh giới đạo thần trong truyền thuyết, không chỉ thế, khí thức của ông ta vẫn đang tăng lên. Phản Chiêu Đế nhìn đám người Mông Võ ở phía xa rồi vung tay lên, một luồng khí thức cực mạnh bao trùm lấy đám người Mông Võ, đám người Mông Võ không chịu nổi uy lực này, đều lần lượt quỳ xuống. Mặt đám người Mông Võ xám như tro, vô cùng tuyệt vọng. Mặc dù chỉ kém một cảnh giới nhưng đã là sự cách biệt của người phàm và thần, không thể vượt qua. Đa Nguyên Đạo Đế không để ý đến đám người Mông Võ, ông ta nhìn Phản Chiêu Đế ở phía xa. Lúc này, ông ta lại nở nụ cười bình tĩnh, tự tin như trước, sở dĩ ngươi giúp Diệp Quân chỉ là vì ngươi thấy đằng sau hắn có người, vậy ta nói cho ngươi biết, người đứng phía sau hắn chỉ như một đám tôm tép với ta thôi, có tin không? Ta sẽ đích thân chứng minh cho ngươi thấy. Nói đến đây, ông ta ngẩng đầu chậm rãi nhìn tận cuối tinh không, hơi nheo mắt lại, hét lên, thiên mệnh váy trắng, mau cút ra đây cho ta. Cút ra đây. Vừa nói xong, giọng nói lập tức ngưng tụ thành chùm âm thanh bắn thẳng vào vực sâu của vũ trụ tinh không, vô số tinh vực trong vũ trụ đều vang lên giọng nói của Đa Nguyên Đạo Đế. Cùng lúc đó, bởi vì bên trong giọng nói này ẩn chứa sức mạnh quá mạnh mẽ nên vô số tinh vực trong vũ trụ hoàn toàn sôi trào, vô cùng kinh khủng. Vô số cường giả trong tinh vực đều sợ hãi, lần lượt ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói, đôi mắt ngập tràn sợ hãi và kinh ngạc, người này là thần thánh phương nào? Thật đáng sợ. Một tiếng gào lên giận dữ, làm chấn động chư thiên vạn giới, vô số cường giả sợ vỡ mật, cực kỳ sợ hãi. Khu vực thần hư. Nghe những lời nói đó của Đa Nguyên Đạo Đế, Diệp Quân hơi kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Đa Nguyên Đạo Đế lại làm vậy. Cách đó không xa, dị chủ nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, ánh mắt đầy sự kiêng dè, lúc này ông ta mới nhận ra, Đa Nguyên Đạo Đế đang ở trước mặt này mạnh hơn những gì ông ta tưởng tượng rất nhiều. Mà ở cách đó không xa, khóe miệng của Phản Chiêu Đế hơi nhếch lên, nụ cười dần dần mở rộng. Khi giọng nói của Đa Nguyên Đạo Đế vừa dứt, thời không trên đỉnh đầu ông ta nứt ra, một thanh kiếm rơi thẳng xuống. Nhìn thấy thanh kiếm giáng xuống, trong đôi mắt của Đa Nguyên Đạo Đế không có chút sợ hãi nào, không chỉ thế, ông ta còn đột nhiên cười lớn, đến hay lắm. Đến hay lắm, để bản đế cho ngươi mở mang kiến thức, biết thế nào mới là cường giả thực sự. Vừa dứt lời, ông ta giơ đôi bàn tay trống rỗng lên, ngay lập tức, hàng tỷ tia quang âm ngược dòng bay lên, chỉ tỏa ra một chút uy lực, đã lập tức mạnh mẽ chân áp các cường giả như Mông Võ nằm bẹp xuống đất, giờ phút này, họ không thể cử động được nữa. Tất cả các cường giả đều sợ hãi. Đây là loại sức mạnh đáng sợ nào thế? Vẻ mặt Diệp Quân cũng cực kỳ nghiêm túc, thực lực của Đa Nguyên Đạo Đế thực sự quá đáng sợ, chỉ cần một chút áp bức cũng đủ để đè bẹp vô số người. Cách đó không xa, Văn Tư cũng đang nằm sấp trên mặt đất, run bần bật, trong mắt đầy vẻ kính sợ. Đôi mắt của các cường giả ở xung quanh cũng ngập tràn sợ hãi, lúc này bọn họ đang ở rất xa nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, giống như những con kiến đang nhìn rồng, cảm giác nhỏ bé và tuyệt vọng chợt trỗi dậy. Chẳng mấy chốc, hàng tỷ tia quang âm ngược dòng đã lao tới trước thanh kiếm, trong nháy mắt. Vèo. Giống như tuyết gặp dầu sôi. Hàng tỷ tia quang âm tan chảy ngay lập tức, bị xóa bỏ, không hề có sức chống cự. Thanh kiếm giáng xuống thẳng tắp, ghim vào đầu Đa Nguyên Đạo Đế. Phập! Trong phút chốc, đôi mắt của Đa Nguyên Đạo Đế trợn to, cơ thể cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt tràn đầy sự khó tin. Trên sân, mọi người như những bức tượng đất nhìn Đa Nguyên Đạo Đế bị một thanh kiếm cắm vào đầu ở đằng xa. Chết rồi à! Thế là chết rồi sao? Thùng rỗng kêu to. Văn Tư nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, hai mắt mở to như trứng ngỗng. Bị giết trong phút chốc à? Đất trời lặng như tờ. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên quay đầu nhìn về bên phải Diệp Quân, không biết từ lúc nào, một người phụ nữ đã đứng bên cạnh hắn, người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng, cực kỳ xinh đẹp, lộng lẫy vô cùng, không phải là người thường trên thế gian. Phản Chiêu Đế nhìn người phụ nữ váy trắng, nụ cười trên mặt tắt dần, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Diệp Quân nhìn người phụ nữ váy trắng, cười nói cô. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, vừa định lên tiếng, lúc này Đa Nguyên Đạo Đế lại đột nhiên bật cười. Người phụ nữ váy trắng quay lại nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, dưới ánh mắt của mọi người, Đa Nguyên Đạo Đế vẫn bình tĩnh ung dung nhìn người phụ nữ váy trắng, nụ cười trên môi dần dần trở lại, ngươi cho rằng đây là bản thể của ta sao? Ồ! Vừa nói xong, trong sân náo động, mọi người đều kinh hãi. Đây không phải là bản thể. Vẫn là phân thân. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, rốt cuộc ông ta có bao nhiêu phân thân vậy? Đa Nguyên Đạo Đế nhìn chằm chằm người phụ nữ váy trắng, mặc dù có một thanh kiếm cắm trên trán của ông ta, nhưng đến lúc này ông ta vẫn giữ vẻ tươi cười ung dung. Ông ta bình thản nói, Đa Nguyên Đạo Đế ta tu luyện được hàng vạn phân thân, mỗi phân thân đều có thân phận không giống nhau, trên thế giới này không có ai có thể thực sự giết được ta. Ngay cả sự tồn tại khủng bố của đại đạo cũng không có cách nào giết được ta. Ha ha! Hàng vạn phân thân! Nghe Đa Nguyên Đạo Đế nói thế, mọi người ở trong sân đều vô cùng sợ hãi. Ông ta mạnh vậy sao? Hơn nữa, mỗi phân thân đều có thân phận khác nhau, chuyện này thật vô lý. Nhưng vào lúc này, người phụ nữ váy trắng đột nhiên giơ ngón tay ra, sau đó ấn nhẹ một cái. Phụt! Ở cách đó không xa, Đa Nguyên Đạo Đế như đã cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên trợn tròn hai mắt, kinh hãi nói, sao có thể chứ? Lúc này, trong chư thiên vạn giới, vô số, Đa Nguyên Đạo Đế, bắt đầu bốc cháy, sau đó hoàn toàn bị xóa sổ. Mà ở sâu trong vũ trụ tinh hà, ở một tinh không nào đó có một cầu thang đá màu xanh cao ngất, cầu thang hướng thẳng lên trên, dài 9 vạn trượng, cuối cầu thang đá có một đại điện sừng sững. Sáng Thế Đạo Điện. Bên trong Sáng Thế Đạo Điện có một bức tượng đứng sừng sững, bức tượng một đàn ông mặc áo bào trắng sạch sẽ, hai mắt như thanh kiếm, khí chất phi phàm. Ở trên cầu thang đá ở bên ngoài Sáng Thế Đạo Điện có rất nhiều người đang bước đi chậm rãi, bọn họ cứ đi được 10 bước trên cầu thang đá, thì sẽ dừng lại quỳ xuống sát đất hành lễ, vẻ mặt thành kính. Ở lối vào Sáng Thế Đạo Điện có hai thị vệ mặc áo giáp vải bố. Nếu có Diệp Quân ở đây, chắc chắn hắn sẽ rất sốc, bởi vì gã thị vệ bên phải chính là Đa Nguyên Đạo Đế. Cơ thể Đa Nguyên Đạo Đế thẳng tắp, mắt nhìn về phía trước, trên người có một luồng khí thế áp bức. Đột nhiên, Đa Nguyên Đạo Đế lập tức bốc cháy. Không có chút dấu hiệu báo trước nào. Hai mắt Đa Nguyên Đạo Đế trợn tròn lên, vẻ mặt đầy khó tin, thất thanh nói, kẻ nào thông qua phân thân chém bản thể vậy? Vẻ mặt gã thủ vệ bên cạnh ông ta đầy nghi ngờ, cái quái gì vậy? Nhận thấy mình không thể chống lại được luồng sức mạnh này, Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên xoay người chạy về phía cửa chính của đại điện. Tuy nhiên, ông ta vừa bước vào một bước, cơ thể ông ta lập tức trở nên mơ hồ. Đa Nguyên Đạo Đế lập tức trở nên hoảng hốt, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng gào thét, không. Giọng nói vừa phát ra, ông ta đã lập tức biến mất không một dấu vết. Hoàn toàn bị xóa sổ. Bên phải Đa Nguyên Đạo Đế, gã thị vệ nhìn thấy hết cảnh tượng ở trước mắt này, vẻ mặt sững sờ. Cái quái gì vậy? Gã thị vệ sợ hãi một chốc, sau đó giận tím mặt, gã quay đầu nhìn vào sâu bên trong ngân hà, giận dữ nói kẻ nào dám đụng tới thị vệ của Sáng Thế Tạo Điện, chán sống rồi. Còn chưa nói xong, một luồng kiếm quang đột ngột xuất hiện giữa hai chân mày gã. Vẻ mặt gã thị vệ đột ngột thay đổi. Gã biết gã không có khả năng đánh lại được kẻ tấn công, lập tức tát vào mặt mình, ta thật bất kính, xin các hạ hãy tha chết cho ta. Im lặng một chốc, kiếm quang biến mất không một dấu vết. Gã thị vệ ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lạnh toát ra, ánh mắt gã tràn đầy sợ hãi, rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Vậy mà có thể im hơi lặng tiếng chém giết trong Sáng Thế Tạo Điện. Vũ trụ bên ngoài có kẻ máu mặt như thế sao? Khu vực thần hư. Dường như Đa Nguyên Đạo Đế cảm nhận được điều gì đó, bỗng nhiên trở nên sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, sao có thể, sao ngươi có thể giết chết bản thể của ta ở Sáng Thế Thần Giới, làm sao ngươi? Lúc này, ông ta thực sự sợ hãi, bởi bản thể của ông ta đã bị chém. Sở dĩ ông ta ngao du bên ngoài, nguyên nhân chính là vì bản thể ông ta đang ở Sáng Thế Thần Giới, nơi đó là một thế giới đặc thù do thần sáng tạo sáng lập ra. Nơi đó lưu truyền câu nói. Người vào thần giới của ta,
10 bước một lạy, gieo thần trong lòng, thế gian không ai địch nổi. Sáng thế đế thần. Hễ là ai tiến vào sáng thế thần giới, cứ bước 10 bước lạy sáng thế đạo điện một lần, sau khi đi ra ngoài, trên thế gian không ai địch nổi. Đa nguyên đạo đế có bản lĩnh, tất cả đều học được trong sáng thế đạo điện, bao gồm luật pháp thực thể hóa. Hễ là người nào tiến vào sáng thế đạo điện, mặc dù sau khi ra ngoài trên thế gian không ai địch nổi, nhưng trong lòng đã gieo xuống một vị thần, đó là sáng thế đế thần. Theo ông ta thấy, sáng thế thần giới này là nơi an toàn nhất trong vũ trụ. Không ai dám lỗ mãng ở đây. Vì vậy, ông ta chủ động để bản thể ở đó, tự nguyện làm người trông coi điện, còn phân thân ngao du bên ngoài, bởi chỉ cần bản thể không chết, dù phân thân có chết vạn lần cũng không thành vấn đề, ông ta có thể ngưng tụ ra vô số phân thân, nhưng ông ta không ngờ kiếm của người phụ nữ trước mặt này có thể giết đến sáng thế đạo điện. Không những vậy, người phụ nữ này còn thông qua phân thân ông ta giết đến sáng thế đạo điện, đáng sợ nhất là bà ta còn tiêu diệt toàn bộ phân thân của ông ta chỉ trong nháy mắt. Giờ phút này, trên mặt đa nguyên đạo đế không còn vẻ ung dung nữa, thay vào đó là sự hoài nghi và kinh hãi. Lúc này ông ta mới biết, bản thân đã trêu chọc nhân vật khủng bố gì. Ông ta không thể chết. Nếu ông ta chết, Tiểu Linh phải làm sao? Ông ta muốn sống. Dường như đa nguyên đạo đế nghĩ đến gì đó, ông ta chợt nhìn Diệp Quân đứng cách đó không xa, dưới ánh mắt của mọi người, ông ta quỳ xuống, giọng run run nói, cậu Diệp. Ta là người ngu dại, cậu có thể tha cho ta một mạng không? Cảnh tượng này, khiến tất cả mọi người có mặt tại đó choáng váng. Cái quái gì vậy? Người này cứ thế quỳ xuống ư? Con người của Văn Tư như muốn nứt ra. Ông ta khó tin nhìn đa nguyên đạo đế. Không chỉ có tất cả mọi người, mà cả Diệp Quân cũng ngơ ngác, người này cứ thế quỳ xuống hả? Cái quái gì vậy? Đa nguyên đạo đế quỳ gối khiến cho tất cả mọi người có mặt trong sân đều bối rối. Dù sao, người này cũng là một nhân vật tuyệt thế, mà giờ phút này lại không cần sĩ diện như vậy, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Không ít người khinh thường đa nguyên đạo đến, thật sự quá mất mặt. Diệp Quân nhìn đa nguyên đạo đế quỳ trước mặt, cũng không nói lời nào. Người phụ nữ váy trắng cũng không ra tay, với bà ấy mà nói, giết hay không giết, đều không có ý nghĩa. Giống như, khi ngươi gặp một con kiến trên đường, việc ngươi dẫm lên nó hay không thì có ý nghĩa gì đâu. Xem cách Diệp Quân lựa chọn. Lát nữa còn cần thằng nhóc này giúp đỡ, trước tiên cứ cho cậu ta chút lợi ích đã. Diệp Quân nhìn đa nguyên đạo đế đang quỳ dưới đất, cho ta một lý do để ông có thể sống. Đa nguyên đạo đế hung hăng dập đầu, nếu cậu Diệp không vứt bỏ, ta sẵn lòng nhận ngươi làm cha nuôi. Mọi người. Diệp Quân. Quai hàm mọi người đều rớt xuống. Chuyện quái quỷ gì thế? Cha nuôi. Lúc này, Văn Tư đột nhiên tức giận chỉ vào đa nguyên đạo đế, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Đa nguyên đạo đế, dù gì ông cũng là một vị đại đế, sao không có khí phách như vậy? Không phải chỉ chết thôi sao? Đại trượng phu sống trong trời đất, sợ gì chứ? Ông khiến ta quá thất vọng. Người phụ nữ váy trắng chợt quay đầu nhìn Văn Tư, ai cho ngươi lên tiếng? Văn Tư còn chưa kịp phản ứng, một chuôi đánh vào đầu. Văn Tư bị đóng đinh tại chỗ. Đánh trong chớp mắt. Ngay cả sức đánh trả cũng không có. Vẻ mặt Văn Tư cứng đờ, nhận ra mình sắp bị trừ khử, giờ khắc này. Cuối cùng ông ta cũng cảm nhận được nỗi sợ của cái chết, đồng thời, ông ta không muốn chết, ham muốn sống mãnh liệt kích thích ông ta. Ông ta nhìn người phụ nữ váy trắng, ta là Quang Âm Đạo Điện. Quang Âm Đạo Điện. Người phụ nữ váy trắng nhìn chằm chằm ông ta, ánh mắt không chút dao động, chỉ hướng. Văn Tư không hiểu ý, theo bản năng chỉ về bên phải. Bù. Thanh kiếm trong cơ thể Văn Tư đột nhiên bay lên. Ở tinh vực xa xôi. Trong Quang Âm Đạo Điện, thanh kiếm đột nhiên rơi thẳng xuống. Vô số cường giả trong Quang Âm Đạo Điện chấn động. Càn rỡ. Lúc này, luồng khí tức đáng sợ đột nhiên phóng lên cao, sau đó, trên trời xuất hiện một người đàn ông trung niên mặc áo choàng. Ông ta là phương nhân người đứng đầu võ điện của Quang Âm Đạo Điện. Phương nhân nhìn chuôi kiếm giáng xuống đất, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, ai dám mạo phạm Quang Âm Đạo Điện. Vừa nói,
ông ta vừa dậm chân phải, cả người hóa thành luồng quang âm Trường Hà phóng lên trời. Cứng rắn. Khi ông ta cách thanh kiếm chừng 10 trượng, ông ta như cảm nhận được gì đó, sắc mặt thay đổi ngay lập tức, muốn lui, nhưng đã không kịp. Vèo. Kiếm giáng xuống thẳng tắp, xuyên qua đỉnh đầu ông ta, rồi chém xuống dưới. Ầm. Trong nháy mắt, toàn bộ quang âm đạo điện bị xóa sổ. Kể từ đó, quang âm đạo điện đã biến mất hoàn toàn khỏi vũ trụ. Chấm chấm chấm. Khu vực thần hư. Văn Tư như cảm nhận được gì đó, chợt quay đầu nhìn người phụ nữ váy trắng. Giờ phút này, cả người ông ta như bị thiên lôi đánh trúng, đầu óc trống rỗng, mặc dù thực lực không bằng đa nguyên đạo đế, nhưng cũng xem như không tệ. Vì vậy, có thể cảm nhận được quê hương mình, mà vừa rồi, rõ ràng ông ta cảm nhận được, toàn bộ quang âm đạo điện đã không còn. Quang âm đạo điện đã biến mất. Lúc này Văn Tư vô cùng kinh hoàng. Chỉ bằng một nhát kiếm, quang âm đạo điện đã bị xóa sổ ngay lập tức. Đây là nhân vật kinh khủng nào? Mà lúc này, tinh hà đột nhiên sôi trào, một khắc sau, vô số khí tức quang âm cuốn tới. Mọi người rối rút ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy giữa tinh không, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng đang đạp không trung lao đến. Điện chủ. Thấy người đến, Văn Tư phấn khích kêu lên, điện chủ. Trần Tông điện chủ của quang âm đạo điện. Trần Tông nhìn chằm chằm người phụ nữ váy trắng, khí tức trên người như thủy triều dao động, chấn động tinh hà, ngươi là người tiêu diệt quang âm đạo điện của ta ư. Người phụ nữ váy trắng liếc Trần Tông rồi nói quỳ. Trong lúc bất chợt, tất cả mọi người trong sân đều quỳ xuống. Bao gồm Diệp Quân và Phản Chiêu Đế. Không chỉ vậy, vào lúc này, hàng trăm hàng triệu cường giả trong vũ trụ đều quỳ xuống. Vạn giới nghe thấy âm thanh, cả vạn giới quỳ gối. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ váy trắng, vô cùng ngạc nhiên, cô. Người phụ nữ váy trắng im lặng chốc lát, sau đó bình tĩnh nói, không kiểm soát được sức mạnh, hả? Có vấn đề, dập đầu với cô không được à? Diệp Quân. Dập đầu. Nghe được người phụ nữ váy trắng nói thế, Diệp Quân chợt cứng đờ. Nhìn thấy cô nhướng mày, Diệp Quân vội nói, dập đầu với cô là chuyện nên làm con dập đầu thêm mấy cái nữa cũng được. Người phụ nữ váy trắng hài lòng gật đầu, hơi giơ tay lên, Diệp Quân chậm rãi đứng dậy. Sau khi đứng lên, thật ra lúc này Diệp Quân vô cùng kinh ngạc, vì ngay lúc nãy hắn không thể cử động, cả người chẳng có chút sức lực nào. Đáng sợ quá. Không chỉ Diệp Quân, các cường giả xung quanh đó nhìn người phụ nữ váy trắng như nhìn thấy ma quỷ. Một câu đã khiến mọi người đều quỳ xuống. Hơn nữa không thể phản kháng. Lúc này cảm giác của họ như gặp thần, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, không thể nói được bằng lời. Ngay khi điện chủ quang âm đạo điện bước đến quỳ xuống, ông ta đã như mất hồn, cả người cứng đờ ngơ ngác. Hoàn toàn ngây người. Còn chưa ra tay đã tự mình quỳ xuống trước rồi. Đáng sợ nhất là khi ông ta muốn phản kháng, nhưng ông ta lại nhận ra mình căn bản không thể phản kháng, lúc này thần thông và bản lĩnh của mình dường như không có tác dụng. Tốt xấu gì ông ta cũng là nhân vật đỉnh cao của nền văn minh cấp 7, lúc này ông ta lại chẳng có sức đánh trả. Cực kỳ bất thường. Điện chủ quang âm đạo điện Trần Tông ngơ ngác nhìn người phụ nữ váy trắng ở đằng xa. Phản Chiêu Đế nhìn người phụ nữ váy trắng, không nói gì, nhưng sắc mặt khá khó coi. Sau khi Diệp Quân đứng dậy, ngoài Trần Tông và Văn Tư, sức mạnh bí ẩn của tất cả mọi người cũng biến mất. Ngay khi thấy Trần Tông quỳ xuống, võ đạo quan của Văn Tư đã sụp đổ. Lúc này ông ta mới hiểu được họ chẳng là gì khi đứng trước mặt người phụ nữ váy trắng cả. Chẳng là cái quái gì cả. Sắc mặt Văn Tư xám như tro. Lúc này, người phụ nữ váy trắng ngẩng đầu nhìn Trần Tông, Trần Tông vừa định nói gì đó thì người phụ nữ váy trắng khẽ vung tay phải lên, Trần Tông đã biến thành tro bụi. Còn có cả Văn Tư cũng biến thành tro bụi. Nhưng đa nguyên đạo đế thì không. Vì ông ta vẫn luôn quỳ ở đó, chưa đứng lên. Người phụ nữ váy trắng bỗng quay người lại nhìn Diệp Quân, bà ấy không nói gì cứ thế nhìn chằm chằm Diệp Quân. Diệp Quân bị người phụ nữ mặc váy trắng nhìn chằm chằm đến mức tê dần, trong số các cô, hắn sợ cô váy trắng và cô Diệp Thanh Thanh nhất,
một người thường xuyên tức giận vô cớ, hở một tí là dùng bạo lực, một người thì bình thường không tức giận, nhưng một khi tức giận thì rất đáng sợ. Người phụ nữ váy trắng bỗng nói, giúp cô một chuyện, thế nào? Nghe thế Diệp Quân hơi tò mò, chuyện gì ạ? Người phụ nữ váy trắng lạnh nhạt nhìn hắn, Diệp Quân vội nói, chuyện gì con cũng có thể làm. Lúc này người phụ nữ váy trắng mới hài lòng gật đầu, đi với cô. Nói rồi bà ấy xoay người đi về phía cách đó không xa. Diệp Quân vội đi theo. Mọi người nhìn nhau, không biết chuyện gì. Đa Nguyên Đạo Đế vẫn quỳ ở đó. Phản Chiêu Đế nhìn hai cô cháu ở đằng xa, nhíu mày. Cách đó không xa, Diệp Quân chậm rãi đi theo người phụ nữ váy trắng, vì trận chiến trước đó nên lúc này tinh vực này đã bị phá hủy, tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Diệp Quân đang định nói gì đó, người phụ nữ váy trắng bỗng giơ tay phải ra, sau đó khẽ nhấc lên. Thoáng chốc chỉ thấy cả tinh hà bỗng rung chuyển, những ngôi sao đã bị tiêu diệt trước đó đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Không chỉ vậy, khu vực thần hư vốn dĩ đã bị tiêu diệt thế mà cũng được khôi phục vào lúc này. Thấy thế Diệp Quân há hốc mồm. Lúc này, kiếm Thanh Huyên trong người hắn bỗng xuất hiện trong tay người phụ nữ váy trắng, bà ấy nhìn kiếm Thanh Huyên rồi nói, còn thiếu một bước sao? Diệp Quân gật đầu, vâng. Người phụ nữ váy trắng quay đầu nhìn Diệp Quân, giúp cô một việc, nếu làm tốt, cô sẽ đích thân thắp sáng ô vuông cuối cùng cho con. Diệp Quân hỏi tò mò, việc gì ạ? Người phụ nữ váy trắng quay đầu nhìn tận sâu tinh hà đó, ở một nơi rất xa phía trước có một thế giới, cô và cha con cảm thấy chế độ và trật tự của thế giới không tốt lắm, còn đến đó thay đổi giúp cô và cha con, được không? Diệp Quân chớp mắt, không nói gì. Người phụ nữ váy trắng quay đầu sang nhìn Diệp Quân, có phải con nghĩ cô không gì là không làm được không? Diệp Quân vội gật đầu, không phải nghĩ ạ. Mà là cô vốn dĩ đã toàn năng. Người phụ nữ váy trắng lắc đầu, cái rắm ấy. Diệp Quân nhếch môi cười. Người phụ nữ váy trắng chậm rãi đi về phía xa, trước đây ta từng nói với cha con rằng việc khó nhất trên đời chính là thay đổi lòng người và bản chất con người. Người đời ai cũng nói bản chất con người vốn thiện lương, nhưng họ lại không biết nhiều lúc, bản chất con người là ác nhiều hơn thiện, nếu chưa từng trải qua cái ác, trật tự của con sẽ không hoàn thiện. Mà trên thế giới này cái ác của nhiều người không phải là sai lầm của cá nhân mà là sai lầm của thời đại, cha con và ta muốn để con đi trải nghiệm. Diệp Quân hỏi khó hiểu, sai lầm của thời đại. Người phụ nữ váy trắng gật đầu, có sự khác biệt giữa việc mình nghe, nói và tự đi trải nghiệm. Lần trước con đã làm rất tốt, nhìn lại lần nữa để phát hiện vấn đề trong trật tự của mình là điều rất tốt, lần này bọn ta cũng mong con đi trải nghiệm một lần. Diệp Quân im lặng. Người phụ nữ váy trắng dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Quân, nói một cách đơn giản, cô muốn con giúp, cũng đồng thời muốn tăng thêm độ khó cho cuộc sống của con. Nói rồi bà ấy mỉm cười, có muốn thử trải qua những ngày tháng không có chỗ dựa dẫm nào không? Diệp Quân nhìn người phụ nữ váy trắng, nghiêm túc nói, con không sợ. Người phụ nữ váy trắng nhìn thẳng vào hắn, mọi chuyện đều dựa vào bản thân, không có thân phận đặc biệt, không có chỗ dựa dẫm. Diệp Quân do dự một chút, sau đó nói, cô, mấy cái này đều không có vấn đề gì, chỉ là khi con đến nơi mà cô nói, có thể đừng phong ấn tu vi của con không? Cô phong ấn tháp ra cũng không sao. Tiểu tháp. Người phụ nữ váy trắng lại lắc đầu. Diệp Quân cười khổ. Người phụ nữ váy trắng lại nói, lần này cô muốn con đi vào nơi có độ khó cấp địa ngục một lần. Diệp Quân hơi tò mò, cô muốn con đi thay đổi vũ trụ như thế nào? Người phụ nữ váy trắng nói, lúc đầu khi ta và cha con đi ngang qua nơi đó, bọn ta nợ một khoản tiền, cha con nói con trai ta sẽ trả, thế nên. Mẹ nó chứ. Vẻ mặt Diệp Quân lập tức cứng đờ. Thôi xong. Cha mình điên rồi sao? Đã lúc nào rồi mà còn đào hố cho mình vậy? Cha có bản lĩnh thì đi đào hố lại cha mình đi. Đào hố cho con trai là sao? Còn tạo ra độ khó địa ngục cho con trai của cha nữa. Đệt thật chứ. Hắn chợt cảm thấy năm đó ông nội nuôi thả vẫn không đủ, hẳn phải nên âm thầm tăng thêm độ khó của cuộc đời cho cha mình, tốt nhất là độ khó cấp địa ngục. Tiểu tháp bỗng nói, thiên mệnh tỷ tỷ, ta có thể không đi theo hắn nữa không? Diệp Quân.
Tiểu tháp cũng sợ rồi. Mẹ kiếp. Những ngày tháng không có chỗ dựa dẫm. Đó là ngày tháng thế nào? Tức là đi chịu đòn, giải quyết không ổn thỏa thì đến lúc đó tên xấu xa này sẽ dẫn mình đi tự sát. Nó quá quen thuộc tình tiết này. Nó đã chịu khổ hai đời rồi. Bây giờ nó muốn hưởng phúc. Người phụ nữ váy trắng nhìn tiểu tháp, người đi theo nó, nếu nó có thể thành công, ta cải tạo giúp ngươi. Tiểu tháp im lặng một lúc rồi nói, ta không muốn cải tạo công năng gì đó, ta muốn thay đổi thành phương diện tấn công. Mẹ nó chứ, cải tạo tính năng nói thì nghe hay lắm, thực chất là chuyên bị đánh đấy. Diệp Quân. Người phụ nữ váy trắng gật đầu, được. Diệp Quân im lặng không nói gì. Trực giác mách bảo hắn chuyện này không đúng rồi, nhưng cụ thể thế nào cũng không rõ. Độ khó cấp địa ngục. Thật ra hắn vẫn hơi do dự, dù sao lần này không phải ở vũ trụ quan huyên. Vũ trụ quan huyên nói thế nào cũng là địa bàn của mình, ở địa bàn của mình thì dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không tuyệt vọng thực sự, nhưng bây giờ hắn phải đến địa bàn của người khác thì chẳng được gì cả, hơn nữa hắn cũng không biết mình sắp đến nền văn minh cấp bậc nào. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân, thế là xong rồi nhé. Diệp Quân cười khổ. Người phụ nữ váy trắng nhìn hắn, sao thế? Không đồng ý à? Diệp Quân vội lắc đầu, không ạ, con rất muốn đi, cô, nếu con thành công, người có thể thắp sáng ô cuối cùng của kiếm thanh huyên giúp con, nhưng nếu con thua thì sao? Người phụ nữ váy trắng nhìn hắn, ta tin con sẽ không thua. Diệp Quân nói, ngộ nhỡ thua thì sao? Người phụ nữ váy trắng dịu dàng nói, vậy thì cô bảo vệ con cả đời. Diệp Quân sửng sốt, sau đó cười nói, cô, con sẽ không thua đâu. Hắn biết lần này là một thử thách với hắn, có thể không chỉ là khảo nghiệm của cô váy trắng mà còn của cha nữa. Hắn không lo về thử thách này, điều hắn thực sự lo lắng là tại sao cô và cha hắn lại bỗng nhiên đưa ra thử thách như vậy. Người phụ nữ váy trắng nói, đi dặn dò gì đó đi. Lát nữa ta đưa con đi. Diệp Quân mỉm cười nói, cô, nơi con sắp đến là nền văn minh cấp mấy vậy? Người phụ nữ váy trắng lắc đầu, con đi rồi sẽ biết. Diệp Quân cười nói, vâng ạ. Nói rồi hắn và người phụ nữ váy trắng xoay người quay lại. Diệp Quân tìm được đa nguyên đạo đế vẫn còn đang quỳ ở đó. Thấy người phụ nữ váy trắng, mọi người đều lộ ra vẻ kính sợ. Diệp Quân đi đến trước mặt đa nguyên đạo đế cúi người thật thấp xuống, cha nuôi. Mọi người. Diệp Quân nói, đứng dậy đi. Đa nguyên đạo đế chậm rãi đứng lên. Diệp Quân nhìn đa nguyên đạo đế, ta cần ông giúp vài việc. Đa nguyên đạo đế cung kính nói, cha nuôi cứ dặn dò. Diệp Quân, ta sắp xung hợp luật pháp vô thượng ở đây vào trong quan huyên pháp. Nhưng vẫn còn rất nhiều thứ chưa hoàn thành, ông hoàn thành giúp ra. Nói rồi hắn lấy pháp ấn vô thượng ra đưa cho đa nguyên đạo đế. Đa nguyên đạo đế muốn nói lại thôi. Diệp Quân nhíu mày, sao thế? Đa nguyên đạo đế cung kính nói, cha nuôi, bây giờ ta chỉ còn lại phân thân này, bản thể đã không còn, thực lực của ta chỉ còn 1/100 thời kỳ đỉnh cao, ta đã không còn năng lực khống chế luật pháp vô thượng nữa. Diệp Quân nhíu chặt mày. Lúc này người phụ nữ váy trắng giơ ngón tay ra chỉ vào đa nguyên đạo đế. Đa nguyên đạo đế trợn tròn mắt. Cửa sáng thế đạo điện. Thị vệ vốn dĩ đang ngồi phịch dưới đất như cảm nhận được gì, gã quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vị đa nguyên đạo đế đã bị tiêu diệt trước đó thế mà lại xuất hiện từ trong không trung. Sống lại rồi. Thấy thế thị vệ ngồi phịch xuống đất. Hai mắt trợn tròn, ngây người ra đó. Hả? Lúc này, trong sáng thế đạo điện bỗng vang lên một tiếng xì xào, đảo ngược sinh tử, xem thường quy tắc đạo pháp sinh tử, ta chưa từng nghĩ trong vũ trụ này ngoài ta ra còn có người có khả năng như vậy, thú vị đấy. Phía trước sáng thế đạo điện, giờ phút này đây, gã thị vệ mặc áo giáp bằng vải bố đang nhìn đa nguyên đạo đế vừa sống lại lần nữa, hai mắt trợn tròn, tỏ vẻ khó tin, ánh mắt ấy làm như vừa gặp quỷ. Chết rồi còn có thể sống lại sao? Chơi trò gì đây? Biến thành người sống sao? Lúc này, ánh mắt của đa nguyên đạo đế cũng đầy mờ mịt, tất nhiên,
ông ta cũng rất nghi ngờ việc mình lại đột ngột xuất hiện thêm một lần nữa, nhưng không lâu sau, dường như ông ta đã ý thức được điều gì đó, hai mắt trợn tròn, lập tức quỳ xuống đất cung kính nói cảm ơn tôn hạ. Giọng nói run run. Vào giờ phút này, nội tâm ông ta cực kỳ sợ hãi. Lúc trước, người phụ nữ đó chỉ phất tay một cái mà hàng vạn phân thân của ông ta lập tức bị xóa sổ, là bị xóa sổ theo nghĩa đen, nói cách khác, cho dù có là người ngược dòng thời gian quay về, cũng sẽ không có nhân vật tên là Đa Nguyên Đạo Đế này. Quá khứ, hiện tại, tương lai, cả ba đều bị xóa sổ. Mà vào lúc này, người phụ nữ đó chỉ tay nhẹ nhàng chỉ một cái, ông ta đã lập tức sống lại tại chỗ, không chỉ có thế, vào giây phút này, toàn bộ phân thân của ông ta cũng đã sống lại. Đây là thủ đoạn thần kỳ gì vậy? Việc này đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của ông ta về đại đạo. Kinh khủng! Vào lúc này đây, trong lòng Đa Nguyên Đạo Đế càng hoảng sợ hơn. Tất nhiên, giây phút này ông ta mới hiểu ra rằng, ông ta ở trong mắt của một vài người trong vũ trụ này, chẳng qua cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Đột nhiên Đa Nguyên Đạo Đế quay đầu lại nhìn thị vệ mặc áo giáp bằng vải bố, Nguyễn Thương, sau này gặp lại. Nói rồi, ông ta lập tức biến mất ở cuối tinh hà. Kể từ lúc này, vị thần trong lòng ông ta đã thay đổi, ông ta muốn đi theo cha nuôi. Thấy Đa Nguyên Đạo Đế đình công rời đi, vẻ mặt gã thị vệ tên là Nguyễn Thương đờ ra, chuyện gì đây? Lúc này, dường như gã đã cảm nhận được thứ gì đó, lập tức ngẩng đầu lên, ở trên đỉnh đầu, thời không đột nhiên nứt ra, sau đó, một cô gái mặc một bộ thần bào màu đen từ từ đi ra, cao quý và ung dung. Trên tay cầm theo một lá số tử vi, cô ta vừa mới xuất hiện sáng thế giới đã trở nên hư ảo. Nhìn thấy người đến, vẻ mặt Nguyễn Thương lập tức thay đổi, vội vàng cung kính cúi đầu kính chào Bùi thị thần. Thị thần. Sáng thế đế thần có bốn đệ tử này còn được gọi là tứ đại thị thần, đều là nhân vật đứng đầu vạn cổ đáng sợ nhất trong truyền thuyết, mà tứ đại thị thần lại không ở trong vũ trụ này, nghe nói họ đều đi tới nền văn minh vũ trụ cấp 9 trong truyền thuyết. Gã không ngờ, Bùi thị thần lại tự mình đến vũ trụ này. Bùi thị thần nhìn Nguyễn Thương, ánh mắt bình tĩnh, ta vừa nhận được lệnh của sư tôn, ông ấy nói hình như vũ trụ này có người coi thường quy tắc đại đạo sinh tử, ông ấy muốn ta đi giải quyết đối phương, nhưng thị thần ta vẫn còn việc phải làm, do đó, ngươi đi đi. Cái gì? Nguyễn Thương lập tức cực kỳ khiếp sợ, hai mắt trợn to ta. Ta đi sao? Bùi thị thần câu mày thật chặt, có chuyện gì sao? Nguyễn Thương do dự một chút, sau đó nói, Bùi thị thần, ta. Bùi thị thần xòe bàn tay ra, một chiếc lá từ từ bay đến trước mặt Nguyễn Thương, đây là lá cây bồ đề đại đạo, đã được sư tôn luyện hóa, chúng có sức mạnh đại đạo, có thể phá hết mọi loại pháp và mọi loại đạo, người cầm theo thứ này là có thể xóa sổ đối phương. Vừa nói. Cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, còn nữa, sau khi ta đi đến vũ trụ này, đã có một dự cảm rằng trong tương lai, vũ trụ này sẽ có một chủ trật tự mới được ra đời. Người này trước đây chưa từng tới bái sư tôn, không phải là người của sáng thế đạo điện chúng ta, người nhanh chóng đi tiêu diệt đi. Nói xong, cô ta vung nhẹ bàn tay lên, hai bức tranh chân dung xuất hiện ở trước mặt Nguyễn Thương, một bức trong đó là Diệp Quân, bức còn lại là một thanh kiếm. Chính là thanh kiếm hành đạo vừa mới xuất hiện ở chỗ này. Như thể vừa nghĩ đến thứ gì đó, Bùi thị thần lại nói, Đa Nguyên Đạo Đế công khai phản bội lại sư tôn, khi đánh giết thì ngươi trừ khử luôn đi. Nguyễn Thương còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Bùi thị thần đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, cau mày lại, sau đó cô ta nhìn về phía của Nguyễn Thương, đi nhanh lên. Nói rồi, cô ta lập tức biến thành một luồng thần quang rồi biến mất ở cuối tinh không. Ở chỗ ban đầu, Nguyễn Thương nhìn hai bức tranh chân dung ở trước mặt, rơi vào im lặng. Thực lực giữa gã và Đa Nguyên Đạo Đế chênh lệch không nhiều, không biết đối phương đã cách bao nhiêu tinh vực mà có thể giết chết Đa Nguyên Đạo Đế trong chớp mắt, sau đó lại khiến cho Đa Nguyên Đạo Đế sống lại tại chỗ. Gã đi sao? Nguyễn Thương ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhỏ giọng nói, con mẹ nó, ta mà có thể giải quyết được chủ nhân của thanh kiếm đó thì ta còn lăn lộn với bọn mày làm gì nữa? Khu vực thần hư. Vào lúc này, bản thể của Đa Nguyên Đạo Đế đã xuất hiện ở trước mặt Diệp Quân và người phụ nữ váy trắng, vẻ mặt ông ta lúc đối mặt với Diệp Quân và người phụ nữ váy trắng cực kỳ cung kính,
nhưng trong lòng ông ta lại rất sợ hãi và chấn động, ai dám tin rằng ông ta vừa mới từ cõi chết trở về chứ? Sau khi Diệp Quân đưa thần ấn vô thương cho Đa Nguyên Đạo Đế, hắn quay đầu lại nhìn Phản Chiêu Đế ở cách đó không xa, Phản Chiêu Đế cũng đang nhìn hắn. Diệp Quân đi đến trước mặt Phản Chiêu Đế, Phản cô nương, xin hãy để Nhất Niệm và Dương Dĩ An được tự do. Sau khi Phản Chiêu Đế nhìn Diệp Quân một lúc, vòng xoáy trong con mắt cô ta dần dần biến mất, không lâu sau, ánh mắt cô ta trở nên trống rỗng, nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường. Sau khi trở lại bình thường, Phản Chiêu Đế lập tức lao vào vòng tay của Diệp Quân. Trên mặt Diệp Quân hiện lên một nụ cười, Dĩ An. Dương Dĩ An ôm hắn thật chặt, rưng rưng nước mắt, ta biết huynh nhất định sẽ đến tìm ta mà. Diệp Quân cười nói, sao ta có thể bỏ mặc muội được chứ? Dương Dĩ An từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Quân, cô bé lau nước mắt, ta muốn ở lại nơi đây. Diệp Quân sửng sốt một lúc, ở lại nơi này hả? Dương Dĩ An gật đầu. Diệp Quân không hiểu, tại sao chứ? Dương Dĩ An hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Quân gằn giọng nói, là bởi vì Phản Chiêu Đế đó có đúng không? Dương Dĩ An nhỏ giọng nói, ta muốn ở lại chỗ này để giúp huynh. Càng ngày Diệp Quân càng thấy nghi ngờ, giúp ta. Dương Dĩ An gật đầu, vâng. Vẻ mặt Diệp Quân tối sầm lại, Phản Chiêu Đế. Lúc này, một vòng xoáy màu đen đột nhiên trong xuất hiện mắt Dương Dĩ An, rõ ràng, lúc này đây Phản Chiêu Đế lại làm chủ đạo. Phản Chiêu Đế cười nói, ta đã khuyên cô bé để cô bé ở lại đây. Diệp Quân nhìn chằm chằm cô ta, không nói gì. Phản Chiêu Đế cũng không sợ hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, ta hỏi ngươi, lúc nào ngươi cũng có thể giữ cô bé khư khư ở bên mình sao? Nếu như không thể thì ngươi sẽ thu xếp như thế nào cho cô bé đây? Thu xếp cho cô bé ở trong vũ trụ quan huyên sao? Nếu thu xếp cho cô bé ở trong vũ trụ quan huyên, chi bằng cho cô bé đi theo ta. Diệp Quân đột ngột quay đầu lại nhìn người phụ nữ váy trắng, cô, có thể tách rời hai người họ ra không? Người phụ nữ váy trắng nhìn Phản Chiêu Đế, ngón tay hơi gập lại, ngay sau đó, Dương Dĩ An ở bên trong cơ thể Phản Chiêu Đế bị cưỡng ép tách ra ngoài. Nhưng Dương Dĩ An không có thân xác. Người phụ nữ váy trắng nhẹ nhàng chỉ vào Dương Dĩ An một cái, Dương Dĩ An đã có một cơ thể hoàn toàn mới ngay lập tức. Phản Chiêu Đế nhìn chằm chằm vào người phụ nữ váy trắng. Diệp Quân nói với Dương Dĩ An, bây giờ muội còn muốn ở lại nơi này không? Dương Dĩ An nhìn Phản Chiêu Đế ở bên cạnh rồi gật đầu có. Diệp Quân im lặng. Dương Dĩ An cho rằng Diệp Quân đang tức giận, vội vàng nói, nếu như huynh không thích, ta. Diệp Quân lắc đầu, không phải ta không thích, ta chỉ hơi tò mò là muội ở lại đây làm gì. Dương Dĩ An nghiêm túc nói, tu luyện. Diệp Quân nhìn Phản Chiêu Đế, không nói gì. Quả thực, nếu Dương Dĩ An có thể đi theo người phụ nữ này tu luyện, cũng không phải là chuyện không tốt. Nghĩ đến đây, Diệp Quân cũng không phản đối, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Dương Dĩ An, dịu dàng nói, vậy muội ở lại chỗ này, đi theo cô ta tu luyện thật tốt nhé. Dương Dĩ An vội vàng gật đầu, vâng ạ. Diệp Quân quay đầu lại nhìn về phía Phản Chiêu Đế, Nhất Niệm đâu rồi? Phản Chiêu Đế lắc đầu, cô ta không có ở đây. Diệp Quân cau mày lại. Phản Chiêu Đế nói, cô ta an toàn rồi. Diệp Quân gằn giọng nói, các ngươi chưa hợp nhất sao? Lúc trước khi hắn ở vũ trụ quan huyên đã nhìn thấy hai Phản Chiêu Đế, sau khi tới nơi này, hắn còn tưởng rằng hai người đó đã hợp nhất lại, nhưng bây giờ... Khi hắn nghe Phản Chiêu Đế nói hắn mới biết được, hai người này không hề hợp nhất. Phản Chiêu Đế cười nói, ta và cô ta là một cơ thể hai linh hồn, chúng ta đều có tư tưởng của riêng mình, trong tình huống bình thường, chúng ta chỉ muốn thân ai nấy lo. Diệp Quân nói, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Phản Chiêu Đế nói, một nơi rất xa. Diệp Quân đang muốn lên tiếng, người phụ nữ váy trắng đứng bên cạnh chợt nói, nó vẫn ổn. Diệp Quân quay người nhìn người phụ nữ váy trắng, bà ấy nói tiếp ta giúp con bảo vệ nó. Diệp Quân cười nói, vâng ạ. Có những lời này của cô, hắn hoàn toàn yên tâm. Không còn nghi ngờ gì nữa, từ nay trở đi, Nhất Niệm chính là người an toàn nhất vũ trụ. Người phụ nữ váy trắng nói, đi thôi.
Diệp Quân gật đầu, nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, ông giúp đỡ Di An. Đa Nguyên Đạo Đế vội vàng cung kính nói, hiểu ạ. Diệp Quân xoa đầu nhỏ của Dương Di An, nói, chờ ta làm xong việc sẽ đến gặp muội, được không? Mặc dù Dương Di An không muốn, nhưng vẫn gật đầu, được. Diệp Quân đang muốn rời đi, đột nhiên Dương Di An kéo tay hắn, nhất định phải đến tìm muội. Diệp Quân cười nói, nhất định. Lúc này Dương Di An mới lưu luyến buông tay. Diệp Quân xoay người đi đến trước mặt người phụ nữ váy trắng, cô, con chuẩn bị xong rồi. Người phụ nữ váy trắng chợt đưa tay vỗ vào vai hắn. Chỉ trong chớp mắt, tu vi của hắn bị đóng chặt. Nhưng lúc này, người phụ nữ váy trắng nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn nói, một tháng có thể khôi phục tu vi một lần, thời gian là một giờ. Diệp Quân sửng sốt, sau đó mừng như điên. Mặc dù mỗi tháng chỉ có thể khôi phục tu vi một lần, hơn nữa, thời gian chỉ có một giờ, nhưng vẫn tốt hơn là không có. Thấy vẻ mặt hưng phấn của Diệp Quân, khóe miệng người phụ nữ váy trắng hiện lên nụ cười hiếm thấy, nhưng thoáng qua rồi biến mất. Diệp Quân không hề biết rằng, sắp tới hắn ngay cả muốn khóc cũng không khóc được. Người phụ nữ váy trắng nhẹ nhàng chạm vào vai hắn, ngay lập tức, hắn biến mất không thấy đâu. Dịch chuyển tức thời. Dương Di An nhìn người phụ nữ váy trắng, cô bé do dự một lát, sau đó nói, tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ có thể nói cho ta biết huynh ấy đi đâu không? Người phụ nữ váy trắng nhìn Dương Di An, một nơi rất xa nơi này. Dương Di An chớp mắt, ta có thể gọi tỷ là cô được không? Phản chiêu đế. Người phụ nữ váy trắng nhìn Dương Di An, tại sao? Dương Di An hơi do dự. Sau đó nói, ta chưa từng thấy ai đẹp hơn tỷ. Mọi người. Người phụ nữ váy trắng đi đến trước mặt Dương Di An, nhẹ nhàng xoa đầu Dương Di An, rồi nói, được. Dương Di An cười tâu toét, rồi ôm người phụ nữ váy trắng, cô. Ở một bên, Đa Nguyên Đạo Đế và nhóm cường giả thấy cảnh tượng này, nheo mắt. Sau này ai dám động vào cô bé này nữa chứ? Đây là chỗ dựa vững chắc nhất đấy. Lúc này, bọn họ cũng muốn nhận cô. Nhưng bọn họ biết rõ, nếu bọn họ dám nói, sợ là một khắc sau đầu của bọn họ sẽ phải chuyển nhà. Người phụ nữ váy trắng chợt nhìn Phản Chiêu Đế, bỗng bà ấy duỗi một ngón tay, sắc mặt Phản Chiêu Đế thay đổi, bà ấy bước một bước, trong phút chốc, hàng tỷ đại đạo xuất hiện, giờ khắc này, khí tức của bà ấy điên cuồng tăng vọt, mạnh hơn khí tức của Đa Nguyên Đạo Đế không chỉ 10 lần. Lúc này, tất cả cường giả trong sân đều kinh sợ, hóa ra người phụ nữ này đã che giấu thực lực của bản thân. Ngón tay của người phụ nữ váy trắng chợt ấn nhẹ. Hàng tỷ đại đạo xung quanh Phản Chiêu Đế vỡ tan tành, ép cô ta quỳ gối. Phản Chiêu Đế ngẩng đầu nhìn người phụ nữ váy trắng, hai mắt đỏ như máu. Người phụ nữ váy trắng nhìn Phản Chiêu Đế, ngươi làm tất cả những điều này, là muốn mượn tay ta để diệt trừ con kiến hôi đạo điện đó ư? Phản Chiêu Đế cười khẩy, bà có thể tiêu diệt được sao? Ngoại trừ nền văn minh thiên mộ, sáng thế đạo điện là thế lực mạnh nhất trong số những nền văn minh dưới nền văn minh cấp 9, còn là người sáng lập vũ trụ này, bà. Người phụ nữ váy trắng vung tay. Theo đó một tiếng tát rõ ràng vang lên, dấu tay đỏ như máu xuất hiện ngay trên mặt Phản Chiêu Đế. Mọi người! Sắc mặt Phản Chiêu Đế dữ tợn, cô ta căm tức nhìn người phụ nữ váy trắng. Hai mắt như tóe ra lửa. Người phụ nữ váy trắng chậm rãi đi đến trước mặt Phản Chiêu Đế, bà ấy cúi đầu nhìn Phản Chiêu Đế đang quỳ dưới đất, không phục à? Phản Chiêu Đế tức giận nói, không phục. Người phụ nữ váy trắng vung tay lên lần nữa. Tiếng tát vang dội khắp nơi, dấu tay đẫm máu xuất hiện ngay trên má trái Phản Chiêu Đế. Mọi người! Người phụ nữ váy trắng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Phản Chiêu Đế, quỳ ở đây, đợi nó đi ra. Nói xong bà ấy xoay người biến mất. Phản Chiêu Đế nhìn chằm chằm người phụ nữ váy trắng, hai tay nắm chặt, cho Phản Chiêu Đế ta vạn năm, ta nhất định sẽ vượt qua bà. Đứng bên cạnh, Đa Nguyên Đạo Đế do dự, sau đó nói, Phản Chiêu Đế, người muốn vượt qua cô của ta là điều không thể. Cô của ta. Phản Chiêu Đế quay đầu nhìn Đa Nguyên Đạo Đế, ánh mắt tựa như kiếm, bà ta trở thành cô của ông từ lúc nào vậy? Đa Nguyên Đạo Đế nghiêm túc nói, cô của bố nuôi,
chính là cô của ta. Mọi người. Khi Diệp Quân tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy toàn thân như đang bị thiêu đốt, hắn vội vàng ngồi dậy, khi mở mắt ra, lập tức choáng váng. Lúc này, hắn đang ngồi trên một tảng đá, xung quanh toàn người là người, có cả nam lẫn nữ, tay cầm cuốc, đang dùng sức đào bới. Trên đỉnh đầu, mặt trời giống như quả cầu lửa. Mặt trời treo cao. Chỉ trong chốc lát, Diệp Quân lập tức cảm thấy toàn thân ướt đẫm. Đây là đâu? Trên mặt Diệp Quân đầy nghi hoặc. Diệp Quân vội vàng đứng dậy, bởi trên mặt đất quá nóng, hắn nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện bọn họ đang ở trong một cái hố sâu, hiển nhiên cái hố này là bị đào ra, xung quanh vách hố có người vung cuốc không ngừng nghỉ. Mà hắn cũng phát hiện ra, người ở đây không có tu vi. Đều là người bình thường ư. Diệp Quân nghi ngờ. Đúng lúc này, một người đàn ông bước đến, khoảng 40 tuổi, cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn, làn da cháy nắng, trên cổ còn quấn một chiếc khăn thấm mồ hôi, đen đến mức không nhìn thấy màu sắc thật của nó. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, cười nói, người mới đến à? Diệp Quân phát hiện mình có thể hiểu được ngôn ngữ của đối phương, trong lòng mới yên tâm, hiện tại hắn không có tu vi, nếu không nghe hiểu ngôn ngữ của đối phương, vậy hắn sẽ phải thấp thỏm trong một tháng này. Diệp Quân không suy nghĩ nữa, cười nói, đúng vậy. Người đàn ông hơi nghi ngờ, người không mang theo cuốc à? Diệp Quân do dự, sau đó nói, vị đại ca này, các người đang đào gì vậy? Người đàn ông sửng sốt, rồi mỉm cười nói, đương nhiên là đang khai thác tinh thể, người không biết sao? Diệp Quân lắc đầu, không biết. Người đàn ông càng nghi ngờ hơn. Hắn nói chuyện với người đàn ông một lúc, cuối cùng cũng hiểu đại khái về nơi này. Thế giới mà hắn đang đứng có tên là Đại Lục bị vứt bỏ, vì trước đây linh khí của tinh cầu này cạn kiệt, người tu luyện và tầng lớp thượng lưu đã rời khỏi tinh cầu này, người ở lại đều là những người bình thường. Không chỉ vậy, thế giới hoang vu này còn trở thành bãi rác, những người rời đi đã để lại rất nhiều rác ở đây, không thể nghi ngờ, điều này đã gia tăng tốc độ diệt vong của tinh cầu. Không chỉ có vậy, bởi vì có quá nhiều rác, cộng thêm hoàn cảnh môi trường ngày càng tồi tệ, nên người ở tinh cầu này có tuổi thọ chưa đến 100 tuổi. Đúng lúc này, có tiếng nổ truyền đến. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn, thấy trên bầu trời xuất hiện một vật thể khổng lồ. Phi thuyền. Lúc này, vô số người bỏ cuốc xuống, lao về phía phi thuyền như phát điên. Người đàn ông bên cạnh Diệp Quân cũng nhanh chóng kéo tay Diệp Quân chạy. Diệp Quân hơi không hiểu, sao vậy? Người đàn ông kích động nói, tiểu huynh đệ, ngươi không biết à, đây đều là rác của người thiên giới để lại, trong đó có rất nhiều đồ ăn, chạy, chạy mau, nếu chạy chậm, chúng ta không giành được. Cả người Diệp Quân tê dại. Quả nhiên là khởi đầu cấp địa ngục. Sau khi ra khỏi hố, một mùi thối hăng nồng sộc thẳng vào mặt, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vùng đất hoang vô tận, khắp nơi đều là rác. Đúng là một nơi khủng khiếp. Diệp Quân nhíu mày. Lúc này gần vạn người xung quanh điên cuồng chạy theo chiếc phi thuyền ở phía chân trời. Diệp Quân cũng bị người đàn ông kéo chạy theo. Sau khi chạy ra vài dặm, tốc độ chiếc phi thuyền bỗng dừng lại, đám người đó lập tức tăng tốc. Không lâu sau, tốc độ chiếc phi thuyền dừng lại, sau đó bên dưới chiếc phi thuyền bỗng mở ra, rất nhiều rác đổ xuống. Thấy thế đám người ở đó lập tức tăng tốc. Diệp Quân cũng bị người đàn ông kéo đến trước đống rác. Hắn nhìn người xung quanh, tất cả đều nhào vào đống rác giống như sói đói đang tấn công con mồi. Tiểu Tháp bỗng nói, mau nhặt đi, nếu không tháng này ngươi sống thế nào? Diệp Quân cũng hoàn hồn. Hắn muốn một tháng sau mới có thể khôi phục tu vi, trong khoảng thời gian này làm sao mà sống còn là vấn đề. Thế là Diệp Quân cũng đành phải bỏ tôn nghiêm xuống, lục lọi trong đống rác, chẳng mấy chốc hắn tìm được một quả to bằng nắm tay, có màu đỏ. Nhưng rõ ràng là đã bị cắn mấy miếng. Diệp Quân chê, đang muốn vứt đi, lúc này người đàn ông trước đó bỗng bước đến cạnh Diệp Quân, nhìn thấy quả trong tay Diệp Quân, sắc mặt gã thay đổi, vội vàng bỏ quả đó vào trong lòng Diệp Quân, gã cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó phấn khích nói, huynh đệ, đây rất có thể là linh quả, nếu đem đi đổi thì ít nhất có thể đổi được 100 khoáng tinh. 100 khoáng tinh. Diệp Quân khá ngạc nhiên, qua cuộc trò chuyện vừa rồi,
hắn biết vợ chồng Trúc Đào huynh bên cạnh chỉ có thể khai thác nhiều nhất 2-3 khoáng tinh một ngày, nhưng 2-3 khoáng tinh cực phẩm có thể sống được 4-5 ngày. Trúc Đào cong môi nói, người may mắn thật đấy. Nói rồi gã xoay người đi về phía đống rác tiếp tục đào. Diệp Quân ôm quả vào trong ngực, tiếp tục đào, chẳng mấy chốc mắt hắn sáng lên vì phát hiện cách bên cạnh quả vừa rồi không xa còn có một quả khác, cũng chỉ bị cắn vài miếng. Diệp Quân vội nhặt lên, đúng lúc này hắn bỗng quay đầu lại nhìn, cách bên cạnh đó không xa có một cô bé đang nhìn hắn, cô bé chỉ mới 12-13 tuổi, mặc một bộ quần áo rách dưới, thân hình gầy gò, đội chiếc mũ đỏ rách, gương mặt hơi đen, nhưng đôi mắt lại khá to, lúc này cô bé đang nhìn chằm chằm vào quả trong tay Diệp Quân, cổ họng cuộn lên. Diệp Quân do dự một chốc, sau đó chia quả đó làm hai nửa, sau đó đưa nửa còn lại cho cô bé. Cô bé lập tức chạy đến trước mặt hắn rồi nhận lấy quả đó. Diệp Quân khẽ mỉm cười, đang định nói gì đó thì lúc này cô bé bỗng rút ra một con dao găm từ sau lưng ra rồi đâm thẳng vào đùi Diệp Quân trước khi hắn kịp phản ứng. Sau đó cô ta giật lấy nửa quả từ trong tay Diệp Quân, rồi lại nhanh chóng giật luôn quả trong lòng Diệp Quân. Cướp xong cô bé cũng không có bỏ chạy mà ngược lại đâm mạnh con dao găm vào ngực Diệp Quân, hiển nhiên là muốn giết chết Diệp Quân. Khi bị đâm nhát đầu tiên, Diệp Quân hơi choáng váng, cũng may là hắn phản ứng rất nhanh, khi cô bé đâm nhát thứ hai, hắn nhanh chóng lăn sang một bên, nhưng hắn vẫn hơi chậm một chút, quần áo trước ngực đã bị rách, trước ngực hắn có một vết thương khá dài. Cô bé thấy nhát đao thứ hai không đâm trúng mục tiêu bèn không ra tay nữa, mà liếm máu trên con dao găm, khi máu của Diệp Quân tiến vào miệng, ánh mắt cô bé hiện lên tia máu đỏ. Huyết mạch phong ma không bài xích cô bé. Nhìn thấy thế, Diệp Quân sửng sốt. Lúc này vì xung quanh đã có không ít người nhìn sang bên này, cô ta cất mấy quả đó đi, xoay người bỏ chạy. Diệp Quân nằm xuống đất, nhìn vết thương trên đùi và trước ngực, hơi ngây người, Tháp gia, tình tiết này không đúng lắm. Tiểu Tháp trầm giọng nói, người nghĩ cô bé nào cũng là người tốt sao? Mẹ kiếp, người phải nhìn rõ đây là nơi nào, có thể sống sót ở đây tuyệt đối không phải là người bình thường, người phải cẩn thận suy xét chứ. Diệp Quân cười khổ. Hắn không ngờ cô bé đó lại ra tay giết người thật. Như Tháp gia nói, mình vẫn nên cẩn thận, dù sao bây giờ hắn cũng không có tu vi. Tiểu Tháp nói tiếp, làm việc thiện là chuyện tốt, nhưng nhất định phải biết tự bảo vệ mình, giống như trong hệ Ngân Hà, nếu có một ông lão ngã xuống. Thôi vậy, chủ đề này khá nhạy cảm, Tháp gia không nói nữa. Diệp Quân. Lúc này Trúc Đào chạy đến. Khi nhìn thấy Diệp Quân thê thảm như vậy, gã vội nói, Diệp tiểu đệ, ngươi sao thế? Diệp Quân cười khổ, bị đâm rồi. Sắc mặt Trúc Đào bỗng trở nên nghiêm túc, gã nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn vào quần áo Diệp Quân, gã xé quần áo Diệp Quân, sau đó băng bó hai vết thương cho Diệp Quân. Trúc Đào, ngươi không cứu hắn được đâu. Lúc này một người đàn ông ở một bên lắc đầu, hắn bị thương, chắc chắn sống không được bao lâu nữa. Nơi này bị ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, nếu bị thương thì rất có thể sẽ bị lây nhiễm, một khi đã bị nhiễm trùng thì không có cách nào cứu được. Trúc Đào lại lắc đầu, ta vừa nhìn thử rồi, vết thương của hắn vẫn chưa bị nhiễm trùng, chắc hẳn không có vấn đề gì lớn. Người đàn ông đó khẽ lắc đầu, người sớm muộn gì cũng bị lòng tốt của mình hại chết đấy. Trúc Đào cong môi cười, không nói gì. Diệp Quân nhìn Trúc Đào trước mặt. Sau đó nói, Đào huynh, cảm ơn nhiều. Trúc Đào lắc đầu, chuyện nhỏ, ngươi nằm xuống một lát trước đi, ta đi tìm thử xem có thể tìm được quán ăn nào không, hoặc thứ gì dùng được. Nói rồi gã xoay người chạy về phía đống rác. Diệp Quân nằm trên đống rác, lúc này là giữa trưa, nắng nóng gay gắt, cộng thêm mất rất nhiều máu nên không lâu sau hắn đã bất tỉnh. Trên phi thuyền. Một người phụ nữ và một cậu bé đang nhìn xuống nhóm người lục lọi rác bên dưới, người phụ nữ mặc một bộ áo giáp màu bạc, bên dưới mặc một chiếc quần da bó sát, dáng người cô ta thon thả, nó càng được phác thảo rõ nét hơn bởi chiếc quần này, lập tức trở nên bốc lửa và quyến rũ hơn. Khuôn mặt cô ta cũng rất tinh xảo, mái tóc dài màu bạc xõa ra phía sau, có vẻ rất ngầu. Bên cạnh người phụ nữ là một cậu bé chỉ mới khoảng 10 tuổi, mặc bộ áo giáp màu bạc. Cậu bé nhìn chằm chằm đám người lục lọi rác bên dưới, hơi tò mò tỉ, họ đang làm gì thế? Người phụ nữ bình tĩnh nói, tìm đồ ăn.
Cậu bé ngờ vực, tại sao họ lại phải tìm đồ ăn trong đống rác vậy? Lẽ nào nhà họ không có thịt sao? Người phụ nữ nói, không có. Cậu bé nhíu mày, nhưng nghĩ đến điều gì, cậu bé bỗng lấy một hộp bánh quy ra rồi ném xuống. Người phụ nữ nhìn cậu bé, không nói gì. Khi chiếc hộp bánh quy rơi xuống, lập tức gây ra trận náo loạn, vì đó là một hộp bánh quy nguyên vẹn. Mấy chục người nhào đến tranh hộp bánh quy nguyên vẹn đó, có vài người trong đó đã bị vỡ đầu chảy máu. Trên phi thuyền, cậu bé phấn khích nói, tỷ ơi, họ thế mà lại đánh nhau vì một hộp bánh quy, đúng là ngu ngốc. Người phụ nữ nhìn đám người còn đang tranh giành bên dưới, không nói gì. Cậu bé có vẻ cảm thấy vui nên lấy một hộp thịt nướng khác ra rồi ném xuống, hộp thịt nướng còn nguyên vẹn lập tức gây ra trận náo động lớn hơn, hàng trăm người điên cuồng tranh giành nó, khắp nơi đều là tiền than khóc, la hét. Nhìn thấy cảnh này, cậu bé trên phi thuyền liên tục vỗ tay, vui quá, vui thật đấy. Người phụ nữ nhìn đám người đánh nhau vì một hộp thịt nướng, mặt không cảm xúc. Cậu bé bỗng nói tỉ, trong sách nói chúng ta từng rời khỏi tinh cầu này à? Người phụ nữ gật đầu. Cậu bé tò mò, vậy tại sao không dẫn theo những người bên dưới đó? Người phụ nữ nắm lấy tay cậu bé nói, Nguyên Thiên, đệ hãy nhớ bất cứ lúc nào cũng phải có giá trị của riêng mình, vì chỉ có như vậy đệ mới có thể sống tốt hơn. Những người bên dưới từng là người ở dưới tầng đáy của lục địa này, cũng là người nghèo, mà người nghèo thì không có giá trị nên họ bị bỏ rơi, đệ hiểu không? Cậu bé chớp mắt. Sau đó cong môi cười, ta hiểu rồi, những người chẳng có thịt để ăn đều không có tác dụng với chúng ta. Cô ta không nói gì, chỉ kéo cậu bé tên Nguyên Thiên xoay người rời đi. Cửa phi thuyền đóng lại. Ở bên dưới, rất nhiều người còn đang điên cuồng giành giật hộp bánh quy và thịt nướng đó. Lúc Diệp Quân mở mắt ra thì đã ở trong một căn nhà đất đơn sơ. Diệp đệ, người tỉnh rồi à? Lúc này bên tai Diệp Quân vang lên giọng nói của Trúc Đào. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, Trúc Đào bước đến, Diệp Quân đang định nói gì thì Trúc Đào vội nói, ngươi đừng động đậy, vết thương của ngươi vẫn chưa lành. Diệp Quân cúi đầu xuống nhìn, vết thương trên đùi và ngực mình đã được băng bó. Diệp Quân nhìn Trúc Đào, nghiêm túc nói, Đào huynh, cảm ơn nhiều. Trúc Đào cong môi, đừng khách sáo, thật ra cũng là do ngươi mạng lớn. Vết thương không bị nhiễm trùng, nếu không ta đây cũng chỉ đành kéo ngươi đến bãi an táng. Diệp Quân muốn nói gì đó nhưng lúc này bụng hắn bỗng kêu lên. Đói rồi. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Trúc Đào do dự, sau đó nói, Diệp đệ, ngươi đợi một lát. Nói rồi gã xoay người đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, Diệp Quân nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng hét đầy giận dữ của một người phụ nữ, người đó. Chúng ta không có cái để ăn mà ngươi còn đưa cho hắn, ngươi muốn thế nào? Nếu không nể mặt tiểu hạnh thì bà đây đã không sống với ngươi rồi, cái thứ phá của. Một lúc sau, Trúc Đào bước vào căn nhà đá của Diệp Quân, Trúc Đào cầm một củ khoai tây nướng đi đến trước mặt Diệp Quân, sau đó đưa khoai tây cho Diệp Quân, cười nói, Diệp đệ, ngươi ăn no trước đã nhé. Diệp Quân nhìn miếng khoai tây đã được nướng chín. Sau đó nhìn Trúc Đào trước mặt, Đào huynh, tại sao lại giúp ta? Trúc Đào cười tâu tuét nói, trước kia ta cũng suýt chết đói, cả người đã bị ném vào hố chôn tập thể, nhưng sau đó lại được người khác cứu. Thế nên có vài việc nếu có thể giúp được thì giúp, dù sao cũng phải sống. Trúc Đào vừa dứt lời, bên ngoài vang lên tiếng chửi rủa giận dữ của người phụ nữ, Trúc Đào vội chạy ra ngoài. Trong căn nhà đá, Diệp Quân nhìn củ khoai tây trong tay. Tuy không lớn lắm, nhưng hắn biết đây là thứ rất chân quý ở nơi này. Diệp Quân không ăn mà nhắm mắt lại, tháp ra, cô váy trắng mong ta có thể thay đổi nơi này sao? Tiểu tháp nói, ta chỉ có thể nói chuyện này chắc chắn không đơn giản như ngươi nghĩ, dù sao cũng là do cô ngươi yêu cầu, ngươi phải chuẩn bị tốt tâm lý. Diệp Quân gật đầu. Hắn biết cô chắc sẽ không bảo hắn làm một việc đơn giản như vậy. Mà lần này hắn cũng không thể không lo ngại gì giống lần trước, phải đi từng bước thật cẩn thận. Nói đơn giản là phải thận trọng một chút. Dù sao bây giờ hắn không phải đang ở vũ trụ quan huyên. Lúc này bụng hắn lại kêu. Diệp Quân không suy nghĩ nữa, bóc khoai tây ra, nhưng hắn không ăn hết mà chừa lại một nửa.
Sau khi cất một nửa khoai tây còn lại đi, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Đi vào mộng đẹp. Mấy ngày tiếp theo, hắn nhờ Trúc Đào lén tiếp tế nên mới miễn cưỡng không bị đói chết. 5 ngày sau, vết thương của hắn đã gần khỏi hẳn. Sau khi vết thương lành hẳn, Diệp Quân rời khỏi căn nhà đá tối tăm ẩm ướt, vốn dĩ hắn muốn hít thở không khí trong lành, nhưng vừa ra khỏi căn nhà đá, một mùi tanh nồng xộc vào. Diệp Quân nhìn xung quanh, lúc này xung quanh có hàng ngàn ngôi nhà bằng đá như thế, mỗi căn nhà đều rất gần nhau, vệ sinh ở khu vực này cực kỳ kém, nhất là hôm qua trời vừa mưa, khắp nơi đều có nước và rác, không khí thật đầy những mùi tanh hôi. Diệp Quân nhíu mày. Môi trường sống thế này thì người có bình thường cỡ nào cũng dễ có vấn đề, huống gì những người sống ở đây đều là những người bình thường có thể chất rất yếu. Diệp Quân đi ra ngoài, đi được một lúc lâu mới ra khỏi khu vực này, thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, hắn lại sửng sốt. Môi trường bên ngoài càng tệ hơn. Xung quanh khu vực sinh sống toàn là màu đen, mùi hôi ở nơi đó còn gai mũi hơn mùi hôi bốc ra từ khu dân cư. Bầu trời là một màu đỏ thẫm. Nước mưa cũng có tính axit. So với bên ngoài, môi trường khu vực sinh sống tốt hơn khá nhiều. Diệp Quân khẽ nói, tháp ra, đây là tinh cầu sắp bị hủy diệt. Tiểu tháp nói, ngoài tiểu bạch thì không ai có thể thay đổi nơi này cả. Diệp Quân im lặng không nói gì. Một tinh cầu sắp bị hủy diệt. Ngay lúc Diệp Quân rơi vào trầm tư, mấy người Trúc Đào ở đằng xa vác theo cuốc và bao tải về. Bên cạnh Trúc Đào có một người phụ nữ, khoảng chừng 40 tuổi, nước da ngăm đen, mặc một chiếc quần vải rất thô, đã không còn nhìn ra được màu sắc ban đầu nữa. Diệp Quân nghĩ người này là vợ của Trúc Đào, mọi người đều gọi cô ta là Thím Khương. Lúc nhìn thấy Diệp Quân, Trúc Đào cong môi cười, vẫy tay với hắn. Sắc mặt Thím Khương xa sầm. Diệp Quân bước đến cười nói, Đào huynh, để ta cầm giúp huynh. Nói rồi hắn tiện tay nhận lấy cái túi trong tay Trúc Đào. Trúc Đào muốn từ chối, nhưng Diệp Quân đã vác bao tải lên vai, mặc dù tu vi của hắn vẫn chưa khôi phục nhưng vẫn còn chút sức lực. Trúc Đào vẫn cảm thấy ngại, lúc này Thím Khương ở một bên bỗng nói, ồ, vết thương đã lành rồi à? Diệp Quân nhìn Thím Khương, cười nói, khoảng thời gian này nhờ có Đào huynh và Thím Khương chăm sóc, sau này ta phát đạt nhất định sẽ báo đáp hai người. Trúc Đào cười nói, báo đáp gì chứ, đều là mấy. Thím Khương tiếp lời, không cần báo đáp đâu. Này, tính tình ta thẳng thắn, có gì nói đó, ta nói cho người biết, người ăn uống miễn phí ở nhà ta nhiều ngày như vậy, ta cũng không tính tiền của ngươi. Nhưng sau này ngươi không thể ăn uống miễn phí được nữa, một là ngươi tự rời khỏi đây, hai là đi đào mỏ đổi lấy thức ăn về. Trúc Đào nhanh chóng đưa mắt nhìn Thím Khương, ý bảo cô ta đừng nói thẳng như vậy. Ai biết Thím Khương trợn mắt nhìn gã, mắt ngươi có vấn đề rồi sao? Vẻ mặt Trúc Đào cứng đờ. Diệp Quân bỗng cười nói, Thím Khương, Đào huynh, ta sẽ đi đào mỏ với hai người. Thím Khương liếc nhìn Diệp Quân, đừng nói ta công kích ngươi, với thân hình này của ngươi có chịu được không? Diệp Quân cười nói, thử xem. Thím Khương hừ một tiếng, không nói gì. Chẳng mấy chốc, mọi người quay về căn nhà đá. Thím Khương và Trúc Đào chỉ có hai căn nhà đá, Diệp Quân vừa định về căn nhà của mình thì Thím Khương bỗng nói, này, nhà đá của ngươi là để cho Tiểu Hạnh ở, mấy ngày nữa nó sẽ về nên ngươi phải nhanh chóng tìm chỗ khác đi, biết không? Diệp Quân gật đầu, ừ. Thím Khương quay người rời đi. Trúc Đào cười với Diệp Quân, sau đó cũng xoay người đi vào trong. Sau khi trở về nhà đá sau, Diệp Quân ngồi ở trên giường. Bây giờ hắn lên kế hoạch cho mình là kiên trì trong 1 tháng, sau 1 tháng, khi tu vi của hắn khôi phục, mặc dù chỉ có 1 canh giờ nhưng lúc đó hắn cũng có thể làm được không ít việc rồi. Đúng lúc này, Trúc Đào bước vào, trên tay cầm một bát cơm, gã đặt bát cơm xuống trước mặt Diệp Quân, cười nói, Diệp đệ, nào, ăn no bụng trước đã. Diệp Quân nói, Đào huynh, buổi chiều các ngươi vẫn đi đào mỏ sao? Trúc Đào gật đầu, vẫn phải đi chứ. Diệp Quân nói, vậy ta đi với các ngươi. Trúc Đào do dự một lúc, sau đó nói, sức khỏe của ngươi. Diệp Quân cười nói, bây giờ ta đã khỏe rồi. Nói rồi hắn còn động đậy cơ thể một chốc. Trúc Đào ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được.
Nói rồi gã đặt bát xuống, lát nữa ta sẽ gọi ngươi. Diệp Quân gật đầu, ừ. Sau khi Trúc Đào đi, Diệp Quân nhìn bát cơm trước mặt, hắn bưng lên ăn. Nửa canh giờ sau, bên ngoài căn nhà đá bỗng vang lên tiếng của Trúc Đào, Diệp đệ. Diệp Quân vội trở mình xuống giường, hắn đi ra ngoài, lúc này Trúc Đào và thím Khương đã vác cuốc và bao tải lên, trong tay Trúc Đào còn một cái cuốc nữa. Diệp Quân bước đến trước mặt Trúc Đào đưa cái cuốc cho hắn, cười nói, đi thôi. Diệp Quân gật đầu, ừ. Chẳng mấy chốc, hai người đi theo đoàn người đào mỏ đến khu mỏ. Lúc này đang là giữa trưa, là lúc nắng gắt nhất, không đến 15 phút, da của Diệp Quân đã bắt đầu bong ra, lúc đầu hắn còn cảm thấy hơi không thích nghi được nhưng hắn vẫn có thể kiên trì. Qua cuộc nói chuyện với Trúc Đào, hắn biết được mỏ khoáng này có phân chia cấp bậc, quặng kém chất lượng, quặng cao cấp và quặng cực phẩm. Trong số đó, quặng kém chất lượng rất phổ biến nhưng ít có tác dụng, rất khó bán, phần lớn là để tự sử dụng, tuy nhiên quặng cao cấp thì khác, có thể đổi lấy tiền tệ thông dụng trên thế giới, tức là linh tinh, nhưng cần 100 quặng cao cấp mới có thể để được một linh tinh, quặng cực phẩm quý giá nhất và hiếm có nhất, 10 quặng cực phẩm có thể đổi được một linh tinh. Thu hoạch hàng ngày của Trúc Đào và thím Khương là khoảng 30 quặng cao cấp, thu nhập hàng tháng của họ là 5 đến 6 linh tinh. Thật ra vốn dĩ có khoảng 10 linh tinh nhưng mỗi ngày rời khỏi khu vực này, họ đều phải trả 1/10 thu nhập của mình cho thế lực đã bao khu vực quặng này. Cho dù là thế, nếu may mắn thì có thể kiếm được 10 linh tinh mỗi tháng, chẳng hạn như đào được nhiều quặng cao cấp hoặc tìm được nhiều thứ tốt trong bãi rác, nhưng chuyện này rất hiếm. Diệp Quân còn biết được vợ chồng họ có một đứa con gái tên là Trúc Hạnh Nhiễm, năm nay 17 tuổi, đang học ở Học viện Thần Miếu ở Thành An Nam cách đây mấy trăm dặm. Mặc dù lúc đầu các cường giả đỉnh cấp và các thế lực hàng đầu đã rời đi, nhưng vẫn còn vài thế lực nhỏ, Thần Miếu là một trong những thế lực mạnh nhất trên lục địa này hiện nay, nghe nói những người ở đại lục bị vứt bỏ này muốn rời khỏi đây, Thần Miếu và trời là những lựa chọn duy nhất. Điều mà Trúc Đào và thím Khương tự hào nhất là con gái của họ, vì ở khu tị nạn này chỉ có hai người được nhận vào Học viện Thần Miếu, con gái họ là một trong số đó. Học phí ở đây cũng cao ngất ngưỡng. Nửa năm tốn hết 70 linh tinh. Thế nên thím Khương và Trúc Đào tiết kiệm đến mức khiến người khác căm phẫn, hơn nữa còn không dám nghỉ ngày nào. Nhưng có thể thấy họ rất vui. Với đa số các phụ huynh, con gái có bản lĩnh thì dù họ có chịu khổ thế nào cũng không sao. Lúc này Trúc Đào bỗng đến bên cạnh Diệp Quân, gã lau mồ hôi trên mặt, nhếch môi cười nói, Diệp đệ, chịu được không? Diệp Quân cười nói, vẫn ổn. Dù sao hắn cũng là người từng tu luyện, về phương diện tiêu hao sức lực này thì không thành vấn đề. Trúc Đào gật đầu, được, cố gắng làm nhé. Nói rồi gã xoay người tiếp tục làm việc. Diệp Quân khẽ cười, cũng bắt đầu đào tiếp. Lúc trời sắp tối, Diệp Quân đào được 5 viên quặng cao cấp và hơn 60 viên quặng bình thường. Lúc kết thúc công việc, Trúc Đào đi đến, gã nhìn số quặng của Diệp Quân cười nói, được đấy. Diệp Quân cười nói, hơi ít. Trúc Đào lắc đầu, lần đầu làm mà được thế mà ổn lắm rồi. Sau này quen dần rồi thì có thể đào được nhiều hơn. Diệp Quân gật đầu, được. Khi rời khỏi khu vực khai thác, Diệp Quân nộp 1 viên quặng cao cấp và 6 quặng kém chất lượng. Diệp Quân rất không hài lòng với việc này vì theo quy định, hắn chỉ nên giao một nửa số quặng cao cấp, nhưng quy định của đối phương là không đủ 10 viên cao cấp thì sẽ bị tính phí theo 10 viên quặng trở lên. Hắn rất đau lòng nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Sau khi trở về căn nhà đá, Diệp Quân đưa toàn bộ quặng mình đào được cho Trúc Đào và thím Khương, nhưng Trúc Đào lại không chịu nhận, cuối cùng Diệp Quân không còn cách nào khác đành phải bỏ toàn bộ quặng vào căn nhà đá. Cứ thế Diệp Quân liên tục đi theo vợ chồng Trúc Đào đào thêm 10 ngày, hắn khá may mắn, tìm thấy rất nhiều quặng cực phẩm, cuối cùng được Trúc Đào giúp đỡ, hắn đổi được 3 viên linh tinh. Hắn cũng định rời khỏi nơi này để đến Thành An Nam đó, hắn muốn tìm hiểu về đại lục bị vứt bỏ này nhiều hơn. Vì thế hắn còn đặc biệt hỏi Trúc Đào làm sao mới có thể đến Thành An Nam, câu trả lời của Trúc Đào là muốn Thành An Nam, chỉ cần 2 cách, một là đi cùng đoàn xe của ông chủ xe quặng, 2 là đợi con gái họ về rồi đi cùng. Không còn cách nào khác, Diệp Quân chỉ đành đợi. Mấy ngày sau, vợ chồng Trúc Đào không đi đào quặng, sáng sớm đã thức dậy. Sau đó đeo một bao đồ lớn đi ra ngoài.
Trước khi đi, Trúc Đào gọi Diệp Quân đến. Trong lúc trò chuyện, Diệp Quân được biết con gái của họ Trúc Hạnh Nhiễm đã về, họ định gửi cho cô ta những thứ đã chuẩn bị và học phí. Lúc Diệp Quân hỏi tại sao Trúc Hạnh Nhiễm không về nhà thì hai người đều im lặng. Diệp Quân đi theo hai người khoảng chừng hơn 30 dặm thì đến một con phố lớn, cách đó 100 trượng có một cô gái, Trúc Đào và Thím Khương bắt đầu vẫy tay, hơn nữa bước đi nhanh hơn. Diệp Quân cũng bước đi nhanh theo. Chẳng mấy chốc bóng dáng cô gái ở phía xa đó ngày càng rõ hơn. Lúc này Diệp Quân cũng nhìn rõ đối phương, cô gái mặc một chiếc váy xanh nhạt, đôi mày liễu, thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn. Trúc Hạnh Nhiễm. Tay phải cô gái còn cầm một thanh kiếm dài có vỏ. Vợ chồng Trúc Đào chạy thẳng đến trước mặt Trúc Hạnh Nhiễm, cả hai người đều rất vui mừng, Thím Khương kéo tay Trúc Hạnh Nhiễm hỏi han đủ thứ, lúc này Thím Khương không giữ dằn nữa mà dịu dàng nhỏ nhẹ, sợ khiến cô gái trước mặt sợ. So với sự nhiệt tình của hai vợ chồng Trúc Đào, Trúc Hạnh Nhiễm từ lúc đầu đã tỏ vẻ rất lạnh nhạt, vẻ mặt cũng không thay đổi gì nhiều. Một lúc sau, Trúc Hạnh Nhiễm bỗng vươn tay ra. Thím Khương để ý thấy, vội đưa một cái bọc vào trong tay Trúc Hạnh Nhiễm, Tiểu Nhiễm, học phí đều ở đây. Nói đến đây Thím Khương do dự một chốc, sau đó lại nói còn thiếu 12 linh tinh. Nghe nói thế, sắc mặt Trúc Hạnh Nhiễm trở nên lạnh lùng. Thím Khương vội nói, con yên tâm, tháng sau cha mẹ có thể gom đủ, nhất định có thể. Trúc Hạnh Nhiễm cất cái bọc đi, không nói lời nào xoay người rời đi. Thím Khương vội kéo Trúc Hạnh Nhiễm lại, Tiểu Nhiễm, ở đây có một ít đồ ăn. Trúc Hạnh Nhiễm lạnh nhạt nói, con không cần. Nói rồi cô ta vùng ra khỏi tay Thím Khương, xoay người bỏ đi. Thím Khương hoảng hốt. Lúc này Trúc Đào bỗng nói, con bé này, đợi đã. Thấy Trúc Hạnh Nhiễm không có ý định dừng lại, Trúc Đào vội kéo Diệp Quân tới, gã do dự rồi thấp giọng nói, con gái, tiểu đệ này muốn đến thành An Nam. Con, cho hắn đi nhờ nhé. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân mỉm cười nói, làm phiền rồi. Trúc Hạnh Nhiễm im lặng một lúc rồi nói, đi thôi. Nói rồi cô ta đi về phía đằng xa. Diệp Quân quay đầu nhìn Trúc Đào, cười nói, Đào huynh, Thím Khương, qua khoảng thời gian nữa ta sẽ về thăm các ngươi. Trúc Đào cười nói, được. Thím Khương nhìn Diệp Quân, không nói gì. Thím Khương và Trúc Đào cứ thế nhìn Diệp Quân và Trúc Hạnh Nhiễm cho đến khi thấy hai người biến mất ở cuối đường, mới lưu luyến nhìn đi chỗ khác rồi quay người rời đi. Trúc Đào vô thức đút tay vào túi, ngay sau đó gã sửng sốt, sau đó lấy hai viên linh tinh ra, nhìn hai viên linh tinh trong tay, gã sửng sốt, cái này. Thím Khương cũng nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực. Vì họ đã đưa hết tất cả linh tinh cho Trúc Hạnh Nhiễm rồi. Ôi trời! Trúc Đào bỗng vỗ đùi một cái, chắc chắn là Diệp đệ đó bỏ vào trong túi ta, Diệp đệ này. Nói rồi gã quay người lại, lúc này Diệp Quân và Trúc Hạnh Nhiễm đã biến mất ở tận cuối con phố. Diệp Quân đi theo Trúc Hạnh Nhiễm, trên đường đi Trúc Hạnh Nhiễm chẳng nói một lời nào. Diệp Quân nhìn Trúc Hạnh Nhiễm, mỉm cười nói, Trúc cô nương, cô có thể giới thiệu cho ta nghe về thành An Nam không? Trúc Hạnh Nhiễm vẫn không nói gì. Tự mình đi về phía trước. Diệp Quân lại nói, Trúc cô nương. Trúc Hạnh Nhiễm bỗng nói, ta chỉ có trách nhiệm được ngươi đến thành An Nam, còn lại đều là chuyện của ngươi. Diệp Quân cảm thấy hơi đau đầu. Tính tình cô nương này hơi giống mẹ nhỉ. Cứ thế hai người đi rất lâu, đến lúc trời sắp tối, Trúc Hạnh Nhiễm bỗng tăng nhanh bước chân. Cứ thế hai người lại đi gần một canh giờ, lúc trời tối hoàn toàn. Diệp Quân nhìn thấy có một đại điện khá cũ ở phía trước. Diệp Quân đi vào trong đại điện theo Trúc Hạnh Nhiễm. Vừa bước vào đại điện, một cảm giác u ám bao trùm, nhất là khi khắp nơi còn có gió lạnh thổi qua, thực sự rất âm u. Là một người tu hành, dĩ nhiên Diệp Quân không sợ quỷ thần, hắn quay đầu nhìn Trúc Hạnh Nhiễm, vẻ mặt cô ta rất bình tĩnh, cô ta lấy một cây gậy lửa ra, sau đó tìm một ít vật liệu khô, đốt xong rồi ngồi xuống, sau đó ngồi khoanh chân dưới đất. Hai tay làm thành ấn rồi từ từ nhắm mắt lại. Tu luyện. Diệp Quân nhìn Trúc Hạnh Nhiễm, hắn thấy quanh người Trúc Hạnh Nhiễm xuất hiện chút dao động linh khí, rất phi diệu, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện. Diệp Quân im lặng không nói gì.
Mặc dù linh khí ở thế giới này gần như không có, khá giống với hệ ngân hà, nhưng công pháp tu luyện của Trúc Hạnh Nhiễm chỉ ở cấp thấp, nếu ở trong vũ trụ quan huyên thì có lẽ cũng chẳng thể so được với công pháp cấp nhập môn. Tu luyện công pháp này nhất là ở một nơi như vậy, hiệu quả cực kỳ nhỏ. Dĩ nhiên hắn cũng không dám đưa cho đối phương công pháp hay gì, sau khi bị cô bé mũ đỏ hại lần trước, bây giờ hắn phải thận trọng mới được. Dĩ nhiên hắn cũng cảm thấy cảm khái. Khi một thế giới ngay cả làm việc tốt mà cũng phải thận trọng, đó là sự thương tâm của thế giới này. Một lúc lâu sau, Trúc Hạnh Nhiễm mới chậm rãi mở mắt ta, cô ta khẽ thở ra một hơi nhỏ, sau đó chậm rãi giơ tay lên, rồi lại từ từ hạ xuống, lặp lại mấy lần mới buông hai tay xuống. Lúc này cô ta bỗng nhìn Diệp Quân, nhìn cái gì? Diệp Quân nhìn kiếm bên cạnh Trúc Hạnh Nhiễm, sau đó cười nói, cô là kiếm tu à? Trúc Hạnh Nhiễm nhìn hắn, không đáp lời, cô ta lấy một cái bánh trong túi mang theo bên người ra ăn. Diệp Quân thì lại chẳng có gì. Lương thực của vợ chồng Trúc Đào vốn dĩ đã ít nên hắn không tiện lấy đồ ăn của họ. Chẳng mấy chốc Trúc Hạnh Nhiễm đã ăn hết một cái bánh, ăn xong cô ta tựa vào vách đá ở một bên. Diệp Quân cũng dựa vào một bên đang định ngủ, lúc này một cái bánh bay đến trước mặt hắn. Diệp Quân hơi giật mình. Ngẩng đầu nhìn Trúc Hạnh Nhiễm đứng cách đó không xa, hai tay Trúc Hạnh Nhiễm ôm kiếm, đôi mắt nhắm hờ. Diệp Quân nói, cảm ơn. Trúc Hạnh Nhiễm không trả lời. Diệp Quân cũng không ăn hết cái bánh, mà giữ lại một nửa. Diệp Quân dựa vào vách đá, đôi mắt dần khép lại, nói trong lòng, tháp ra, ông nội ta là thế hệ giàu có đời đầu tiên, ông ấy tay trắng dựng cơ đồ, ta muốn hỏi, trong tình huống này, ông nội sẽ làm gì? Tiểu tháp không do dự nói, giết người cướp của, thấy người nào giết người đó, không quá hai ngày, ông nội ngươi sẽ không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Sắc mặt Diệp Quân đột nhiên tối sầm, không đến mức đấy chứ. Tiểu tháp cười khà khà, đùa thôi, mặc dù ông nội ngươi độc ác, nhưng nghiêm túc mà nói, người khác đối xử với ông ấy thế nào, thì ông ấy sẽ đối với người khác như vậy, còn nếu người khác không nhằm vào ông ấy sẽ không chủ động giết bọn họ. Diệp Quân gật đầu. Tiểu tháp tiếp tục nói, nhóc con, lần này không chỉ có liên quan đến tương lai của ngươi, mà còn liên quan đến tương lai của tháp gia ta, ngươi phải cố gắng lên. Diệp Quân gật đầu, tất nhiên, hiếm khi cô nhờ ta làm chuyện gì đó, cho dù hy sinh tháp gia ngươi, ta cũng phải làm xong chuyện này. Tiểu tháp nói, mẹ kiếp. Diệp Quân cười ha ha. Một đêm trôi qua. Ngày hôm sau. Diệp Quân đột nhiên cảm thấy mình bị đá, hắn mở mắt ra, chính là Trúc Hạnh Nhiễm đã đá hắn. Diệp Quân đang định nói, Trúc Hạnh Nhiễm đã xoay người rời đi. Diệp Quân vội vàng đứng dậy, đi theo Trúc Hạnh Nhiễm rời khỏi đại điện, hắn bỗng chấn động, trời còn chưa sáng hẳn, chỉ có thể nói mới nhìn thấy mặt đất mà thôi. Diệp Quân nhìn Trúc Hạnh Nhiễm không nói gì, vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Diệp Quân đi theo. Đi đến trước mặt Trúc Hạnh Nhiễm nói, liệu có phải chúng ta đi quá sớm không? Trúc Hạnh Nhiễm dừng bước, đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Quân, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn mà không nói một lời. Diệp Quân do dự một lát, sau đó nói, sao vậy? Trúc Hạnh Nhiễm trừng mắt nhìn hắn, người biết đi bộ từ đây đến Thành An Nam mất bao lâu không? Ít nhất phải mất một tháng, dọc đường đi còn phải đề phòng trộm cướp, mưa dầm, nắng cháy, nếu không có bất trắc. Chúng ta mới có thể đến Thành An Nam trong vòng một tháng, nếu có bất trắc, thậm chí phải lâu hơn. Diệp Quân lập tức sửng sốt. Đi bộ đến Thành An Nam. Quả thực hắn không ngờ được, hắn còn tưởng rằng Trúc Hạnh Nhiễm sẽ phải sử dụng phương tiện giao thông nào đó để đưa hắn đi. Trúc Hạnh Nhiễm nói xong lập tức xoay người rời đi. Diệp Quân yên lặng, đi theo, hắn nhìn Trúc Hạnh Nhiễm bên cạnh, hiển nhiên. Cô gái này đi bộ đến Thành An Nam chẳng khác gì dân tị nạn. Trên đường đi, Trúc Hạnh Nhiễm không nói gì thêm. Cứ như vậy, bọn họ đi bộ từ sáng đến tối, hiển nhiên Trúc Hạnh Nhiễm đã quen thuộc lộ trình, mỗi khi trời tối, cô ta luôn có thể tìm chỗ nghỉ, tránh phải ngủ ở bên ngoài. Cứ như vậy, hai người đi bộ hơn 10 ngày, trong khoảng thời gian này, về cơ bản Trúc Hạnh Nhiễm không nói chuyện với Diệp Quân. Mỗi lần Diệp Quân đều sẽ chủ động giao tiếp với cô ta, không có cách nào, hắn không có gì để ăn. Hắn thật sự không biết cần phải mất nhiều thời gian như vậy.
Bằng không dù mặt dày, hắn cũng sẽ xin Trúc Đào một ít đồ ăn mang theo. May mắn thay mặc dù Trúc Hạnh Nhiễm không nói chuyện với hắn, nhưng mỗi ngày đều sẽ cho hắn một miếng bánh mè. Đi thêm mấy ngày, hôm nay, hai người đang đi dưới cái nắng như thiêu như đốt, đột nhiên, phía sau vang lên tiếng vó ngựa. Diệp Quân quay đầu nhìn, vừa nhìn thấy lập tức giật mình, thật là một con ngựa lớn. Con ngựa này lớn hơn con ngựa bình thường mấy lần, toàn thân trắng như tuyết, móng ngựa dính ít xương tuyết, thực sự rất đẹp. Con ngựa kéo một chiếc xe sang trọng, vô cùng khí phái, giống như cung điện nhỏ. Xe ngựa dừng bên cạnh Diệp Quân và Trúc Hạnh Nhiễm, rèm được vén lên, một người đàn ông thò đầu ra ngoài, nhìn Trúc Hạnh Nhiễm, cười nói, Trúc Hạnh Nhiễm, thật trùng hợp. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn người đàn ông, khẽ gật đầu, không nói gì. Người đàn ông mỉm cười nói, cô quay về học viện đúng không? Đến đây, ta chở cô một đoạn đường. Trúc Hạnh Nhiễm lắc đầu, không cần, ta còn có việc khác phải xử lý. Người đàn ông mỉm cười nói, đừng ngại, ta có thể đưa cô đi, ta tiện đường mà. Trúc Hạnh Nhiễm vẫn lắc đầu. Cảm ơn, Lâm Diệp, người đi trước đi. Người đàn ông tên Lâm Diệp không kiên trì nữa, mỉm cười, được rồi. Vừa nói, y vừa nhìn Diệp Quân, sau đó hạ rèm xuống. Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã rời đi. Trúc Hạnh Nhiễm tiếp tục đi bộ. Diệp Quân nói, Trúc cô nương, đó là bạn học của cô à? Trúc Hạnh Nhiễm nhìn hắn, sau đó nói, muốn ngồi xe ngựa hả? Diệp Quân cười nói, muốn. Trúc Hạnh Nhiễm không nói gì. Diệp Quân hơi do dự, sau đó nói, Lâm Diệp công tử kia rất xấu à? Trúc Hạnh Nhiễm bình tĩnh nói, nhiều phụ nữ, có được coi là xấu không? Diệp Quân. Trúc Hạnh Nhiễm ngẩng đầu nhìn xe ngựa sắp biến mất ở phía xa, khẽ nói, sau khi lên xe ngựa sẽ không muốn đi bộ nữa, mà muốn ngồi xe ngựa mãi như vậy, người có biết phải trả giá những gì không? Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu, nhưng đối với nhiều cô gái mà nói, đây chẳng phải là cơ hội thay đổi vận mệnh sao? Trúc Hạnh Nhiễm không nhìn nữa, mặt không cảm xúc nói, nếu một người phụ nữ không biết đàn ông thật sự thích mình hay chỉ muốn chơi đùa với mình, thì người phụ nữ này là một kẻ ngốc, sau khi bị chơi đùa, trong mắt đàn ông, người phụ nữ này sẽ trở nên ngày càng rẻ tiền. Diệp Quân nhìn Trúc Hạnh Nhiễm, khá kinh ngạc, hắn không ngờ người phụ nữ trầm lặng ít nói này lại có thể suy nghĩ sâu xa như vậy. Đây là một người phụ nữ cực kỳ kiêu ngạo. Chỉ là khiến hắn cảm thấy hơi ngờ vực là hình như quan hệ giữa cô ta và cha mẹ không tốt lắm. Trúc Hạnh Nhiễm không nói gì, tiếp tục lên đường. Cứ thế, khi trời sắp tối, hai người đã đi đến một ngọn núi, Trúc Hạnh Nhiễm không đi nữa mà đi đến trước một cái cây gần đó. Cô ta đào ra một cái túi dưới gốc cây, bên trong túi là một cái lều đơn giản, cô ta thành thạo dựng lều lên. Diệp Quân cảm thấy hơi ngại. Hắn chẳng làm được gì cả. Lần này Trúc Hạnh Nhiễm không bảo hắn vào trong lều, vì lều khá nhỏ, chỉ có thể chứa được một người. Nhưng cô ta vẫn lấy hai sợi dây thừng ra đưa cho Diệp Quân. Diệp Quân cảm thấy khó hiểu. Trúc Hạnh Nhiễm chỉ vào hai cái cây cách đó không xa, buộc vào trên đó, ngủ trên đó đi. Nói rồi cô ta kéo lều lại, không nói gì nữa. Diệp Quân nhìn hai sợi dây thừng trong tay. Khẽ lắc đầu mỉm cười. Một lúc sau hắn buộc dây lại rồi nằm lên đó, dĩ nhiên là không thoải mái như nằm trên chiếc giường, nhưng cũng chỉ có thể nằm tạm. Thế giới này không mặt trăng, vừa đến lúc trời tối đã tối đen, giơ tay không thấy năm ngón. Diệp Quân lấy hai tay làm gối đầu, hắn quay đầu nhìn chiếc lều, Trúc cô nương, cô có thể nói về đại lục bị vứt bỏ này được không? Trúc Hạnh Nhiễm trong lều không nói gì. Diệp Quân hơi bất lực. Đêm khuya, Diệp Quân đang ngủ say như cảm giác được gì bỗng mở mắt ra, lúc này giọng Trúc Hạnh Nhiễm vang lên bên tai hắn, đi theo ta. Diệp Quân vội lấy sợi dây xuống, hắn vừa định nói gì thì Trúc Hạnh Nhiễm đã để một ngón tay lên môi tỏ ý hắn đừng lên tiếng. Trúc Hạnh Nhiễm nằm cạnh một cái cây, mắt cô ta nhìn chằm chằm về phía xa. Diệp Quân cũng nhìn chằm chằm chỗ đó, nhưng trời tối quá, hắn chẳng nhìn thấy gì. Lúc này Diệp Quân cảm thấy sau khi mình không còn tu vi quả thật giống như người vô dụng. Không đúng, hẳn nên nói là cô váy trắng phong ấn hoàn toàn, khiến bây giờ hắn chẳng khác nào thứ vô dụng.
Ngay lúc này, phía xa bỗng vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Trúc Hạnh Nhiễm híp mắt lại, tay phải đã sờ đến thanh bảo kiếm trên thắt lưng. Ngay lúc này tiếng bước chân ở đằng xa bỗng tăng tốc. Diệp Quân nhíu mày. Trúc Hạnh Nhiễm bỗng lao ra như một mũi tên, cùng lúc đó một tia kiếm quang lóe lên trong đêm tối. A! À. Cách đó không xa vang lên tiếng hét thảm thiết. Lúc này Trúc Hạnh Nhiễm đã về lại bên cạnh Diệp Quân, đi thôi. Nói rồi cô ta chạy về phía đằng xa. Diệp Quân vội đi theo. Phía sau hai người bỗng vang lên rất nhiều tiếng bước chân. Nghe thấy tiếng bước chân, sắc mặt Diệp Quân sa sầm, rốt cuộc là sao đây? Diệp Quân điên cuồng chạy theo Trúc Hạnh Nhiễm, cứ thế hai người chạy gần một canh giờ, sau khi thoát khỏi ngọn núi đó, Trúc Hạnh Nhiễm mới dừng lại. Lúc này trời đã tờ mờ sáng. Diệp Quân hơi ngờ vực nói, Trúc cô nương, vừa rồi là gì thế? Trúc Hạnh Nhiễm nhìn Diệp Quân, cướp. Diệp Quân nhíu mày, cướp. Trúc Hạnh Nhiễm không giải thích gì thêm, tiếp tục lên đường. Diệp Quân cạn lời, sau đó vội vàng đi theo. Hai người đi dọc theo con đường nhỏ, trên đường đi Trúc Hạnh Nhiễm không nói gì thêm. Diệp Quân nhìn bảo kiếm trong tay Trúc Hạnh Nhiễm, chủ động tìm chủ đề nói, cô là kiếm tu sao? Trúc Hạnh Nhiễm quay đầu lại nhìn hắn, người nói nhiều thật đấy. Diệp Quân. Trúc Hạnh Nhiễm chỉ lo lên đường, không nói gì nữa. Lại thêm 10 ngày nữa trôi qua, hai người từ một con đường nhỏ đi vào đường lớn, bây giờ người ngày càng nhiều, dọc đường cô ta không nói chuyện, nhưng mỗi lần ăn cô ta đều cho Diệp Quân một ít. Lúc này một chiếc xe ngựa bỗng chạy đến từ phía sau hai người. Diệp Quân và Trúc Hạnh Nhiễm đi đến bên đường, chiếc xe ngựa chạy ngang qua, nhưng nhanh chóng dừng lại. Trúc Hạnh Nhiễm nhíu mày. Lúc này rèm cửa của chiếc xe ngựa đó bỗng kéo ra, một người phụ nữ thò đầu ra, mặt người đó khá tròn, trang điểm đậm. Người phụ nữ nhìn Trúc Hạnh Nhiễm, cười nói, thì ra là Hạnh Nhiễm. Sao thế, cô đi bộ đến à? Sao cô không bảo cha mẹ cô mua cho cô một chiếc xe ngựa vậy? Trúc Hạnh Nhiễm không nhìn cô ta, đi thẳng về phía đằng xa. Ôi trời! Người phụ nữ mập mạp bỗng vỗ trán nói, sao ta lại quên được chứ? Nhà Trúc Hạnh Nhiễm cô đều là dân tị nạn, ngay cả lương thực cũng không mua nổi, sao có thể mua được một chiếc xe ngựa chứ? Ôi, xin lỗi nhé. Trúc Hạnh Nhiễm vẫn mặc kệ cô ta, tiếp tục lên đường. Người phụ nữ mập mạp như đã chế giễu xong, cô ta đánh xe ngựa chậm rãi đi theo bên cạnh Diệp Quân và Trúc Hạnh Nhiễm, cô ta nhìn Trúc Hạnh Nhiễm cười nói, Trúc Hạnh Nhiễm, cô mặc bộ quần áo này đã bao lâu rồi? Đã 2 năm rồi nhỉ? Cô nhìn xem. Nó không còn vừa với cô nữa rồi, cô vẫn không đổi, có phải là cô không mua nổi không? Diệp Quân nhìn chiếc váy của Trúc Hạnh Nhiễm, trước đó hắn không để ý, bây giờ nhìn kỹ lại, đúng như người phụ nữ mập đó nói, chiếc váy này quả thật đã không vừa người nữa, hơn nữa còn có nhiều chỗ vá. Chỉ là vá rất khéo, không nhìn kỹ thì vẫn không nhìn thấy. Lúc này người phụ nữ mập cười nhạo nói, Trúc Hạnh Nhiễm, nếu ta đoán không lầm thì học phí năm nay của cô lại bị trả chậm đúng không? Này, cô không thấy xấu hổ à? Năm nào cô cũng đóng tiền chậm, nếu ta là cô thì tôi sẽ xấu hổ đến mức không dám đến trường luôn rồi. Trúc Hạnh Nhiễm vẫn đi tiếp, không nói gì. Người phụ nữ mập như cảm thấy không thú vị, khinh thường nhìn Trúc Hạnh Nhiễm, đồ nghèo rách mồng tơi. Nói xong cô ta kéo rèm lại, xe ngựa chạy đi. Tiểu Tháp bỗng nói, sao không đánh chết cô ta? Diệp Quân bình tĩnh nói, ra tay thì đơn giản, nhưng Trúc cô nương thì phải làm sao? Hắn muốn đấm chết người phụ nữ mập độc ác đó, nhưng hắn biết rất rõ người phụ nữ này chắc chắn không phải là người bình thường, nếu hắn ra tay, không chỉ sẽ gây ra rắc rối lớn cho mình mà còn gây họa cho Trúc Hạnh Nhiễm, mà bây giờ hắn không có khả năng giải quyết được mọi việc đó. Diệp Quân quay đầu nhìn Trúc Hạnh Nhiễm. Trúc Hạnh Nhiễm vẫn mang khuôn mặt không cảm xúc như đã quen với những lời giễu cợt này rồi. Diệp Quân tiếp theo lên đường theo cô ta. Trên đường đi, xe ngựa ngày càng nhiều trong lúc đó còn có chiếc xe ngựa dừng lại, người trong xe chào Trúc Hạnh Nhiễm. Mấy người này đều đến đây học. Ngay lúc này, phía sau họ bỗng vang lên tiếng gào thét. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một vật khá lớn gào thét chạy đến. Đó là một con chim ưng cực lớn.
Toàn thân con chim ưng màu đỏ, hai cánh xải ra tận 100 trượng, những nơi nó đi qua từng làn sóng lửa xuất hiện, cực kỳ tráng lệ. Trên lưng con chim ưng là một người phụ nữ này mặc một bộ đồ trắng tinh, dáng người cao ráo xinh đẹp, vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn sang, người phụ nữ trên con chim ưng thu lại ánh nhìn, tiếp tục đi về phía trước. Diệp Quân nhận ra phía sau con chim ưng cực lớn đó còn có 10 ông lão đồ đen bay trên không trung bảo vệ. Trúc Hạnh Nhiễm bỗng nói, có đẹp không? Diệp Quân vô thức gật đầu, gật xong quay đầu nhìn Trúc Hạnh Nhiễm. Trúc Hạnh Nhiễm bình tĩnh nói, cô ta tên là Long Đại, là người xinh đẹp nhất học viện thần miếu, thân phận rất bí ẩn, các giáo viên đều rất kính trọng khí gặp cô ta. Con chim ưng dưới chân cô ta tên là Liệt Hỏa ưng, ít nhất tốn mấy vạn linh tinh mới có thể mua được. Diệp Quân nhìn cô ta, không nói gì. Lúc này Liệt Hỏa ưng đó đã kêu lên bay ngang qua, sau đó biến mất ở tận cuối con đường. Trúc Hạnh Nhiễm nói, còn một ngày nữa, chúng ta sẽ đến thành An Nam. Diệp Quân gật đầu, ừ. Trúc Hạnh Nhiễm không nói gì nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, một ngày đã qua. Buổi trưa, Diệp Quân nhìn thấy một tòa thành, thành này không lớn, chỉ cỡ vừa, có rất nhiều người ra vào ở cổng thành. Thành An Nam. Trúc Hạnh Nhiễm dẫn Diệp Quân đi vào thành An Nam, sau đó cô ta dừng bước, quay đầu lại nhìn Diệp Quân, đến thành An Nam rồi. Nói rồi cô ta xoay người đi. Diệp Quân bỗng nói, Trúc cô nương. Trúc Hạnh Nhiễm dừng bước, cô ta quay đầu lại nhìn Diệp Quân. Diệp Quân mỉm cười nói, cảm ơn khoảng thời gian này đã chăm sóc, quan tâm ta. Trúc Hạnh Nhiễm không nói gì, xoay người rời đi. Nhìn Trúc Hạnh Nhiễm biến mất ở đằng xa, Tiểu Tháp bỗng nói, bây giờ ngươi có dự định gì? Diệp Quân nhắm mắt lại, còn 5 ngày nữa, ta có thể khôi phục tu vi rồi. Với thực lực hiện giờ của hắn, nếu khôi phục tu vi, hắn có thể tiêu diệt cả thế giới này. Dĩ nhiên nhiệm vụ cấp bách là sinh tồn trước. Sau khi nghe ngóng được vài tin tức ở trong thành, Diệp Quân đến Học viện Thần Miếu. Học viện Thần Miếu và Thiên Đô là hai thế lực mạnh nhất ở lục địa bỏ hoang này, mục tiêu của hắn là trước tiên lẻn vào Học viện Thần Miếu. Dĩ nhiên hắn không thể đi loanh quanh từng chút một, sau đó từ từ thay đổi thế giới, việc hắn phải làm là lẻn vào Học viện Thần Miếu trước, sau đó làm nhiều việc hơn trong khi hồi phục thực lực. Học viện Thần Miếu được xây dựng trên núi Thần Miếu. Ngọn núi này nằm ở trung tâm thành An Nam, đứng trên đỉnh núi Thần Miếu có thể nhìn xuống hơn nửa thành An Nam. Sau khi đến Học viện Thần Miếu, dĩ nhiên Diệp Quân không đến gia nhập vào học viện, hiện tại hắn không đủ điều kiện để được tuyển vào Học viện Thần Miếu. Mục đích hắn đến lần này là làm công. Hắn lần mò hồi lâu ở trước cổng Học viện Thần Miếu, cuối cùng hắn được một thiếu niên dẫn vào Học viện Thần Miếu. Sau khi vào học viện, hắn nhìn một vòng. Phát hiện môi trường học viện rất tốt, lại có rất nhiều bức tượng. Học sinh ở học viện cũng đều là người tu luyện, nhưng cảnh giới và thực lực đều không cao, nhìn chung kém hơn Thanh Châu mấy cấp. Chẳng bao lâu, Diệp Quân được thiếu niên đó dẫn đến một văn phòng tồi tàn, trong văn phòng có một ông lão đeo kính đang đọc sách nghiên cứu gì đó. Thiếu niên chào ông lão, sau đó nói, ông cố, có một người đến ứng tuyển. Nghe thế. Ông lão ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, sau đó nói, một tháng 4 linh tinh. Thiếu niên quay lại nhìn Diệp Quân nói, được. Ông lão gật đầu, dẫn hắn đến nơi làm việc đi. Thiếu niên cúi người chào, sau đó dẫn Diệp Quân rời đi. Trên đường đi, Diệp Quân hơi tò mò, ta làm gì thế? Bây giờ hắn vẫn còn chưa rõ tình hình, thiếu niên nhìn hắn, sau đó nói, đệ tử tạp dịch. Tiểu Tháp. Diệp Quân không nghĩ nhiều, làm tạp dịch với hắn đã là rất tốt rồi, dù sao ở đây bao cơm ăn, chỗ ở, thứ hắn thiếu nhất hiện giờ là chỗ ăn, chỗ ở. Được thiếu niên dẫn đi, sau khi được xuyên qua một vườn hoa, Diệp Quân đến một thư viện. Thiếu niên xoay người lại nhìn Diệp Quân, công việc của ngươi là quét dọn thư viện hàng ngày, nhớ. Nói rồi y chỉ vào một khu vực trong đó, khu vực này do ngươi phụ trách, mỗi ngày đều phải quét dọn. Dứt lời, y đưa cho Diệp Quân một thẻ bài. Diệp Quân nhận lấy, được. Thiếu niên không nói gì thêm, xoay người rời đi. Diệp Quân quay người nhìn về phía thư viện này rất rộng, có thể chứa mấy vạn người, bên trái là dày đặc những kệ sách,
Bên phải có khu đọc sách, có rất nhiều người đang yên tĩnh đọc sách. Từ quần áo của họ có thể thấy hầu hết đều là học sinh. Diệp Quân bắt đầu quét dọn, hắn làm rất nhanh, đến trạng vạng đã dọn dẹp xong khu vực mình phụ trách. Sau khi dọn dẹp xong, Diệp Quân bắt đầu đọc sách, hiện giờ cách duy nhất để hắn hiểu rõ hơn về đại lục bị vứt bỏ này chỉ có đọc sách. Đọc được một lúc, cuối cùng Diệp Quân cũng hiểu rõ được đại lục bị vứt bỏ này. Cách đây rất lâu, đại lục này được gọi là đại lục thương võ, khi đó nền văn minh võ đạo tổng thể của đại lục thương võ vẫn tốt, nhưng vẫn không thể so được với vũ trụ quan huyên, có lẽ chỉ ở cấp độ như Thanh Châu, mà sau đó vì linh khí ở đại lục này bị tiêu hao quá mức, thế là nhiều thảm họa thiên nhiên đã xảy ra trên đại lục này, dần ra không còn phù hợp để sinh sống. Lúc đó các cường giả đỉnh cấp và thế lực hàng đầu của đại lục thương võ bắt đầu bỏ đi. Lập ra một khu vực hoàn toàn mới ở một tinh cầu khác, cũng chính là thiên giới, nhưng những người không đủ thực lực và ở tầng đáy đều ở lại đây. Vì trong mắt các thế lực hàng đầu đó, những người này đi theo cũng chẳng có bất kỳ giá trị gì cả. Bất kỳ một thế giới văn minh nào thì số người ở tầng đáy không phải là đối tượng bị bóc lột thì là đối tượng bị bỏ rơi. Hiện giờ, đại lục thương võ này đã trở thành một nơi bị vứt bỏ, trên đại lục này vẫn còn sót lại vài thế lực và gia tộc. Trong đó Thần Miếu và Thiên Đô là thế lực mạnh nhất. Nghe nói Thần Miếu và Thiên Đô có thể liên hệ với thiên giới, người ở đại lục hoang tàn này muốn rời đi chỉ có thể thông qua hai thế lực này. Mà những người ở tầng thấp của thế giới này muốn thay đổi vận mệnh thì chỉ có thể gia nhập vào học viện Thần Miếu và Thiên Đô. Cảnh giới võ đạo ở thế giới này được phân chia rất đơn giản, chia thành từ 1 đến 9 cấp, sau cấp 9 là cấp vương, trên nữa là tông sư, sau đó là đại tông sư. Có thể nói một cường giả cấp tông sư hoàn toàn có thể tung hoành ở thế giới này. Nhìn chung, nền văn minh võ đạo trên thế giới này rất thấp, bởi vì cho dù là một đại tông sư nếu ở vũ trụ quan huyên cũng chỉ tương đương với cảnh giới chân pháp, có thể còn không bằng. Lúc Diệp Quân đọc xong sách đã là trạng vạng tối. Nơi đệ tử tạp dịch ăn cơm nằm ở nhà ăn Thần Miếu, nơi này chuyên dành cho đệ tử tạp dịch và người giúp việc ăn cơm. Lúc Diệp Quân đến nhà ăn Thần Miếu, trong nhà ăn đã có không ít người. Diệp Quân xếp hàng lấy đồ ăn, vì là miễn phí nên đồ ăn không ngon, đều là mấy loại rau rẻ tiền, không có món mặn, hắn chỉ đành miễn cưỡng lấp đầy bụng. Diệp Quân bưng đĩa đồ ăn vừa định ngồi vào chỗ, lúc này người bên cạnh bỗng nói, các ngươi nhìn xem, cô ta lại đến rồi. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, cách đó không xa một người phụ nữ đang xếp hàng lấy đồ ăn. Khi nhìn thấy người phụ nữ này, Diệp Quân sửng sốt, người phụ nữ này không ai khác chính là Trúc Hạnh Nhiễm, lúc này đang bưng đĩa đồ ăn, lặng lẽ xếp hàng phía sau một đệ tử tạp dịch. Sao cô ta lại đến đây ăn thế? Diệp Quân hơi khó hiểu. Lúc này người đàn ông bên cạnh Diệp Quân bỗng cười nhạo, trong tất cả học viên ngoại viện, chỉ có một mình cô ta đến đây ăn cơm nhỉ? Một người đàn ông khác cười ha ha, ta nghe nói cha mẹ cô ta đều là người ở khu tị nạn. Khu tị nạn, chật. Khu tị nạn. Nghe nói thế, không ít người ở đó đều bật cười. Mặc dù họ làm những công việc lặt vặt và làm việc của người hầu, nhưng họ nghĩ địa vị của họ chắc hẳn cao hơn những người tị nạn trong khu tị nạn rất nhiều. Vốn dĩ, địa vị của học viên ngoại viện trong lòng họ rất cao quý, bình thường mỗi khi nhìn thấy đều phải cẩn thận hầu hạ, nhưng Trúc Hạnh Nhiễm thì lại khác, vì cô ta đến từ trại tị nạn nên trong học viện Thần Miếu này. Ngay cả những người tạp dịch này cũng không tôn trọng cô ta, ngược lại việc chế nhạo cô ta khiến họ cảm thấy rất thỏa mãn về mặt tâm lý. Trúc Hạnh Nhiễm xem mấy lời bàn tán của đám người xung quanh thành không khí, sau khi lấy đồ ăn xong, cô ta ngồi vào một góc. Cô ta đang định ăn cơm, lúc này một người đàn ông ngồi xuống trước mặt cô ta. Chính là Diệp Quân. Nhìn thấy Diệp Quân, Trúc Hạnh Nhiễm cau mày. Diệp Quân mỉm cười nói, trùng hợp thế. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân cười nói, bây giờ tôi đang làm tạp dịch ở Thư viện Thần Miếu, một tháng được 3 linh tinh đó. Ồ! Trúc Hạnh Nhiễm đáp lại một câu, sau đó im lặng ăn cơm. Sở dĩ cô ta đến đây ăn cơm là vì ở đây miễn phí, còn nhà ăn của học viên phải trả tiền, mặc dù không nhiều nhưng chắc chắn là số tiền cô ta không trả nổi. Trúc Hạnh Nhiễm ăn rất nhanh, sau khi ăn xong cô ta bưng bát đi ngay. Diệp Quân nhìn Trúc Hạnh Nhiễm rời đi,
mỉm cười rồi tiếp tục ăn. Lúc này một thiếu niên cởi trần bỗng ngồi xuống trước mặt Diệp Quân, thiếu niên đó nói, ngươi quen người phụ nữ đó à? Diệp Quân liếc nhìn thiếu niên trước mặt, thiếu niên này cạo chọc đầu, trông có vẻ côn đồ, phía sau gã là hai người tùy tùng, từ bề ngoài xem ra không giống người tốt. Thấy Diệp Quân không nói gì, thiếu niên giơ tay ra lắc trước mặt Diệp Quân, hỏi ngươi đó. Diệp Quân gật đầu, quen. Thiếu niên cười ha ha, thế này nhé, ngươi làm giúp ta một việc, giới thiệu cho ta quen với cô ta đi. Diệp Quân lắc đầu. Thiếu niên hơi nheo mắt, hai người đứng phía sau đang định bước tới ra tay thì bị thiếu niên đó ngăn lại. Thiếu niên bỗng cầm lấy hộp cơm trưa của Diệp Quân, nhổ nước bọt vào đó rồi nhìn Diệp Quân nhếch môi cười, nếu không giúp thì sau này ngươi cứ ăn đờm của ta mỗi ngày đi. Diệp Quân bỗng bước đến trước, kẹp lấy cổ thiếu niên đó rồi đè xuống đất. Thiếu niên còn chưa kịp phản ứng thì mặt đã bị đập vào hộp cơm, sau đó Diệp Quân kéo gã ra khỏi chỗ ngồi rồi tóm lấy gáy gã đập mạnh xuống đất. Mặt thiếu niên đập mạnh xuống đất, máu chảy ra. Cảnh tượng này khiến mọi người đều sững sờ. Lúc hai tùy tùng ở phía sau gã phản ứng lại, vừa định bước đến, Diệp Quân lạnh lùng nhìn họ, hai người không dám bước lên nữa. Diệp Quân nhìn thiếu niên đang kêu gào dưới đất, có đẳng cấp gì mà dám đe dọa ta. Nói rồi hắn phủi tay, sau đó xoay người rời đi. Lúc này thiếu niên đó bỗng bỏ dậy, mặt gã đầy máu, gã hung ác nhìn Diệp Quân, đợi đấy cho ta, ông đây. Nói đến đây hắn bỗng biến sắc, vì Diệp Quân vốn dĩ đã đi bỗng quay lại. Thiếu niên vội nhấc cái ghế ở một bên lên định ném qua chỗ Diệp Quân, nhưng tốc độ của gã hơi chậm, Diệp Quân đấm một cú vào mặt gã. Thiếu niên ngã xuống. Diệp Quân phủi tay, xoay người rời đi. Mọi người ở đó đều nhìn nhau. Diệp Quân đến nơi ở của mình, lúc nhìn thấy chỗ ở, hắn cảm thấy hơi cạn lời, vì là đệ tử tạp dịch, không có phòng riêng của mình nên mấy chục người chen chúc trong một căn phòng nhỏ hẹp. Diệp Quân xoay người đến thư viện, so với nơi đó, thư viện thích hợp để ngủ hơn nữa còn có thể đọc sách. Mặc dù đã là nửa đêm nhưng vẫn còn khá nhiều người đọc sách. Diệp Quân giả vờ lau dọn, sau đó ôm một cuốn sách cổ ngồi vào một góc bắt đầu đọc. Cuốn sách cổ này khá thú vị, thật ra là một cuốn sách về kiếm kỹ, hơn nữa còn có thuật ngự kiếm. Chẳng qua có vài chỗ không đầy đủ, dĩ nhiên là vấn đề cực kỳ nhỏ với hắn, thế là hắn đã tìm thấy một cây bút bắt đầu hoàn thiện sách kiếm kỹ này. Tiểu Tháp bỗng nói, ngươi có từng nghĩ cha ngươi thiếu nợ gì ở đây không? Nghe thế, sắc mặt Diệp Quân sa sầm, phải nói là hành vi này của cha quả thật hơi thiếu đạo đức. Mình thiếu nợ cũng thôi đi, còn bắt con trai trả. Đúng là vô lý. Nhưng hắn cũng tò mò, rốt cuộc cha thiếu nợ gì ở đây vậy chứ? Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, với thực lực hiện giờ của cha, chắc sẽ không thiếu tiền, có khả năng là nợ ơn nghĩa gì đó. Tiểu Tháp nói, có lẽ là thế. Diệp Quân lắc đầu, không quan tâm nhiều vậy nữa, trước tiên cứ đi bước nào hay bước đó, đôi khi cha cảm thấy buồn chán lại gây chuyện, nhưng chắc chắn cô sẽ không, lần này cô bảo ta đến đây chắc là có ý đồ sâu xa, tóm lại chuyện lần này ta phải làm tốt, không thể để cô thất vọng. Tiểu Tháp nói, là phải làm tốt, sau này Tháp gia có thể thăng cấp hay không đều nhờ vào ngươi. Diệp Quân. Xin chào. Ngay lúc này bỗng vang lên một giọng nói. Diệp Quân quay đầu nhìn lại, lúc nhìn thấy người nói thì sửng sốt, người nói là một phụ nữ, mặc đồ trắng như tuyết, dung mạo đẹp như tranh vẽ, khí chất tuyệt thế. Người này chính là Long Đại hắn từng nhìn thấy ở ngoài thành trước đó, lúc này cô ta đang mỉm cười nhìn hắn. Long Đại nhìn Diệp Quân mỉm cười, ta đang tìm một cuốn sách cổ, là cuốn trong tay ngươi, có thể cho ta mượn đọc không? Diệp Quân do dự một chốc. Sau đó bình tĩnh cất cây bút dưới cuốn sách cổ vào trong tay áo, hắn cười nói, được chứ. Nói rồi hắn đưa cuốn sách cổ trong tay cho Long Đại. Long Đại nhận lấy cuốn sách cười nói, cảm ơn. Diệp Quân nói, khách sáo rồi. Nói rồi hắn cầm cây chổi ở một bên xoay người rời đi. Sau khi Diệp Quân đi, Long Đại ngồi xuống, lấy bút ra rồi mở cuốn sách cổ ra, nhưng không biết cô ta nhìn thấy gì, sắc mặt bỗng thay đổi. Sau đó ngẩng phát đầu lên nhìn Diệp Quân rời đi ở đằng xa nó, ôi trời, lợi hại quá.
Lúc này Long Đại vô cùng ngạc nhiên vì cô ta phát hiện kiếm phổ còn thiếu này đã được ai đó bổ sung. Cách đây không lâu, khi đang đọc sách, cô ta tình cờ phát hiện ra cuốn kiếm phổ chưa hoàn thiện này, xuất phát từ thú vui nên cô ta quyết định bổ sung cho cuốn kiếm phổ chưa hoàn chỉnh. Trong khoảng thời gian này, ngày nào cô ta cũng đến thư viện để sửa kiếm phổ. Nhưng dù có sửa thế nào, cô ta cũng cảm thấy không ổn lắm, bởi vì dù có sửa thế nào, cô cũng thấy nó không thể hoàn hảo, thế lúc này cô ta chợt nhận ra kiếm phổ kiếm này đã được sửa chữa. Mặc dù chỉ có vài nét bút nhưng nó đã khiến kiếm phổ chưa hoàn chỉnh này đạt đến một tầm cao mới. Long Đại nhíu mày, cô ta lại nhìn phía đằng xa lần nữa, là thiếu niên vừa nãy làm sao? Cô ta không chắc lắm. Trầm tư một lúc, Long Đại cất kiếm phổ chưa hoàn chỉnh trong tay, sau đó rời đi. Khoảng thời gian sau đó, ngày nào Diệp Quân cũng quét dọn thư viện và đọc sách, ngày càng gần đến lúc hắn khôi phục tu vi. Hôm nay trong lúc ăn cơm, Diệp Quân ngồi trước mặt Trúc Hạnh Nhiễm. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn Diệp Quân, không nói gì. Kể từ sau khi Diệp Quân đánh tên đầu chọc đó, bây giờ danh tiếng của Diệp Quân trong giới tạp dịch rất vang dội, mọi người không ai dám đến gần hắn, thế nên những vị trí xung quanh hai người đều trống. Diệp Quân bỗng chủ động tìm chủ đề, Trúc cô nương, cô có thường đọc sách không? Trúc Hạnh Nhiễm không đáp lời. Diệp Quân nói, ta đang làm dọn dẹp trong thư viện, tìm thấy rất nhiều sách khá hữu dụng, còn có thể tu luyện, cô có thể đến thư viện đọc hẳn là sẽ rất có ích với cô. Trúc Hạnh Nhiễm bỗng đặt bát đũa xuống, cô ta nhìn Diệp Quân, muốn đến thư viện đọc sách thì mỗi tháng đều phải nộp một linh tinh. Nói rồi cô ta đứng dậy rời đi. Diệp Quân sửng sốt, sau đó hắn đặt bát đũa xuống đi theo Trúc Hạnh Nhiễm ra ngoài. Trong nhà ăn, thiếu niên bị Diệp Quân đánh trước đó nhìn hai người Diệp Quân đi ra ngoài thì im lặng không nói. Lúc này một tên tay sai bên cạnh gã trầm giọng nói, Đao huynh, buổi tối chúng ta có thể đánh lén. Thiếu niên lắc đầu, thôi. Tay sai sửng sốt, Đao huynh không định trả thù à? Thiếu niên lại lắc đầu, người này là người tàn nhẫn, chúng ta không nên khiêu khích hắn, đều là người làm công, đừng liều mạng chỉ vì chuyện nhỏ này, không đáng. Nói rồi gã xoay người rời đi. Đám tay sai. Lúc Diệp Quân đuổi theo ra ngoài, đã không thấy Trúc Hạnh Nhiễm đâu nữa. Diệp Quân sửng sốt. Sau khi về thư viện, Diệp Quân tìm vài tờ giấy. Ngày hôm sau, Diệp Quân đến nhà ăn, mà Trúc Hạnh Nhiễm cũng đến rất đúng giờ. Diệp Quân ngồi trước mặt Trúc Hạnh Nhiễm, Trúc Hạnh Nhiễm nhìn hắn rồi tiếp tục ăn cơm. Ăn xong, Trúc Hạnh Nhiễm đứng lên định đi. Diệp Quân theo ra ngoài, vừa đi ra ngoài, Diệp Quân bỗng đứng ở trước mặt Trúc Hạnh Nhiễm, hắn xòe tay ra, lấy một chồng giấy dày ra đưa cho Trúc Hạnh Nhiễm, cho cô cái này. Trúc Hạnh Nhiễm cau mày, gì đấy? Diệp Quân nói, ta chép lại ở thư viện đấy, hình như là một quyển kiếm kỹ, ta cũng không hiểu lắm. Nghe được là kiếm kỹ, Trúc Hạnh Nhiễm do dự một chốc, sau đó nhận lấy đọc, vừa đọc được nội dung. Cô ta lập tức kinh ngạc, đây là một cuốn sách về kiếm kỹ cấp 9. Nói rồi cô ta vội nhìn Diệp Quân, hơi ngạc nhiên, sao có thể có kiếm kỹ cấp bậc này trong thư viện thế? Diệp Quân im lặng. Cuốn sách kiếm kỹ trong tay Trúc Hạnh Nhiễm là những cuốn kiếm kỹ chưa hoàn chỉnh hắn từng sửa trước đó. Thật ra sau khi hắn sửa lại, ít nhất cuốn kiếm kỹ đó cũng đạt đến cấp thiên, nhưng hắn biết rằng việc cấp thiên xuất hiện trong tay Trúc Hạnh Nhiễm chắc chắn không phải là chuyện tốt. Thế nên hắn cố ý giữ lại một ít, nhưng bây giờ nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Trúc Hạnh Nhiễm, hắn biết hắn nên giữ lại nhiều hơn. Diệp Quân không suy nghĩ nữa, ngây ngô cười nói, ta cũng không biết. Trúc Hạnh Nhiễm nhíu mày. Diệp Quân chuyển chủ đề, cô xem thử có tác dụng với cô hay không. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn Diệp Quân, có tác dụng. Diệp Quân cười nói, vậy cô giữ lại tu luyện đi, ta đi làm việc đây. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Trúc Hạnh Nhiễm nhìn cuốn kiếm kỹ trong tay im lặng không nói gì. Kiếm kỹ. Ở đại lục bị bỏ hoang này, một cuốn kiếm kỹ tốt chắc chắn vô cùng quý giá, kiếm kỹ cấp 9 có thể bán ít nhất là 1.000 linh tinh, hơn nữa còn là loại mà người khác muốn tranh giành để có được. Trầm tư một lúc, Trúc Hạnh Nhiễm cất kiếm kỹ đi, xoay người rời đi. Lúc về đến thư viện, Diệp Quân nhìn thấy một người phụ nữ đứng trước cửa, chính là Long Đại. Nhìn thấy cô ta,
Diệp Quân hơi sửng sốt. Long Đại mỉm cười nói, ngươi tên là Diệp Quân à? Diệp Quân gật đầu, ừ. Long Đại nói, chúng ta có thể nói chuyện chút không? Diệp Quân lắc đầu, ta còn phải làm việc. Long Đại nói, không sao, ta đợi ngươi. Diệp Quân nhìn Long Đại, sau đó đi vào thư viện, hắn bắt đầu quét dọn. Tiểu Tháp bỗng nói, ta thấy hình như ngươi rất thích cuộc sống bình yên thế này. Diệp Quân cười nói, cuộc sống này tốt đẹp biết bao, không có nhiều kẻ thù, không phải đổi nhiều chỗ, không có những cạm bẫy vô tận, rất đơn giản, ha ha. Tiểu Tháp nói, chậm rãi bước đi, rất tốt. Diệp Quân gật đầu, bây giờ hắn chẳng muốn nghĩ đến chuyện vượt xa cha mình, hắn chỉ muốn làm tốt. Diệp Quân dọn dẹp xong khu vực thư viện đó thì đã là trạng vạng, Long Đại vẫn luôn đợi hắn ở đó. Diệp Quân để chổi xuống, đi đến trước mặt Long Đại đang đọc sách vội để sách xuống, mỉm cười nói, ngươi làm xong rồi à? Diệp Quân gật đầu, Long Đại cô nương tìm ta có việc gì? Long Đại nhìn Diệp Quân, cuốn kiếm phổ chưa hoàn chỉnh đó có phải do ngươi sửa không? Diệp Quân gật đầu, phải. Thật ra hắn đã đoán được vì sao đối phương lại tới tìm hắn, dĩ nhiên là vì kiếm phổ chưa hoàn thiện đó, hắn cũng không định giấu giếm, hắn cần vài người trợ giúp ở nơi này. Thấy Diệp Quân thẳng thắn thừa nhận, Long Đại hơi bất ngờ, cô ta nhìn Diệp Quân, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Quân nói, đi theo ta. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Long Đại do dự một lúc, sau đó đi theo. Long Đại đi theo Diệp Quân đến phía sau thư viện là một khu rừng rậm. Sau khi đến khu rừng, Diệp Quân xoay người lại nhìn Long Đại, thi triển kiếm kỹ mạnh nhất của cô. Nói rồi hắn chỉ vào tảng đá ở đằng xa, nhắm vào nó. Long Đại nhìn hắn, sau đó xòe tay ra, một thanh linh kiếm xuất hiện trong tay cô ta, đầu ngón chân cô ta điểm nhẹ lên, cả người cô ta bay lên. Ngay sau đó, thanh kiếm trong tay cô ta bắn ra như một tia kiếm quang, bắn chuẩn xác vào tảng đá kia, bàn tay khổng lồ lập tức vỡ tan. Sau khi dừng lại, Long Đại đi về phía thanh kiếm đó. Diệp Quân bỗng nói, vận khí ở đan điền. Long Đại quay đầu nhìn Diệp Quân nói, cứ làm theo đi. Long Đại do dự một lát, sau đó nhắm mắt lại, cô ta bắt đầu vận khí ở đan điền, giọng Diệp Quân lại vang lên, hãy tĩnh tâm, vận khí sẽ đi vào trong cơ thể, tuần hoàn tới lui không ngừng làm cho trời đất dung hòa, chuyển hóa hơi thở của sáu giới, tập hợp sức mạnh chân nguyên vào thân kiếm, mắt quan sát kiếm, kiếm phản ánh tâm, thanh kiếm đi theo tâm, quay lại. Diệp Quân vừa dứt lời, Long Đại bỗng xòe tay ra, thanh kiếm ở đằng xa rung lên rất mạnh, sau đó hóa thành một tia kiếm quang bay vào trong tay cô ta. Long Đại khó tin nhìn Diệp Quân, thất thanh ngạc nhiên nói, thuật ngự kiếm. Thuật ngự kiếm. Thật ra đây là một loại kiếm kỹ đã bị thất truyền, lúc trước những người ở đại lục hoang tàn rời đi, đã lấy đi những võ kỹ, công pháp và thần thông tu luyện đỉnh cao nhất nên bây giờ kiếm kỹ cấp cao ở đại lục hoang phế này cực kỳ ít. Cho dù là học viện thần miếu cũng không có thuật ngự kiếm này. Diệp Quân nói, tài năng của cô miễn cưỡng xem như ổn. Người phụ nữ trước mặt chỉ nghe hắn nói một lần đã có thể làm được, tài năng quả thật khá ổn. Sắc mặt Long Đại bỗng trở nên cung kính, ngươi. Diệp Quân xua tay, đừng hỏi lai lịch của ta thấy tài năng của cô khá ổn, cô có hứng thú nhận ta làm sư phụ không? Thu nhận đồ đệ. Long Đại sửng sốt. Do dự một chốc, sau đó nói, tiền bối, thân phận của ta khá đặc biệt, người trong nhà chắc chắn sẽ không cho phép ta tự ý nhận người khác làm sư phụ. Diệp Quân gật đầu, được. Nói rồi hắn xoay người đi. Lúc này Long Đại lại chạy đến trước mặt Diệp Quân, cô ta quỳ xuống, sư phụ. Diệp Quân nhìn Long Đại, chẳng phải cô nói người trong nhà sẽ không cho cô tự ý nhận sư phụ sao? Long Đại nghiêm túc nói, người trong nhà không đồng ý nhưng ta đồng ý, sư phụ xin hãy nhận đệ tử một lạy. Cô ta vừa nói vừa cung kính dập đầu. Cô ta biết đây là cơ hội của cô ta, thiếu niên trước mặt này là một nhân vật tầm cỡ. Diệp Quân nói, đứng lên đi. Long Đại đứng lên, hơi phấn khích nói, sư phụ, có gì cần đều có thể dặn dò đệ tử. Diệp Quân nói, thật sao? Long Đại vội gật đầu, thật. Diệp Quân hơi khó xử nói, trước tiên cho sư phụ mượn chút tiền.
vẻ mặt Long Đại cứng đờ. Cuối cùng Diệp Quân mượn được 100 linh tinh của Long Đại, hiện giờ đây là số tiền rất lớn với hắn. Diệp Quân lại chỉ dạy thuật ngự kiếm cho Long Đại, được Diệp Quân hướng dẫn Long Đại sử dụng thuật ngự kiếm ngày càng thành thạo, cô ta càng ngưỡng mộ Diệp Quân hơn, nhưng cô ta vẫn hơi lo lắng vì thân phận của cô ta khá đặc biệt, nếu người nhà biết cô ta lén nhận người khác làm sư phụ thì rắc rối to. Ngày hôm sau, lúc Diệp Quân đến nhà ăn lấy cơm, một bóng người bỗng thu hút hắn. Cách đó không xa, một cô bé đang xếp hàng lấy đồ ăn, hắn nhận ra cô bé này, là cô bé đội mũ đỏ đã đâm hắn 2 nhát ở bãi rác. Nhưng lúc này cô gái này ăn mặc rất sạch sẽ, vóc người hơi gầy. Diệp Quân không ngờ cô bé cũng đến nơi này. Sau khi lấy đồ ăn, cô bé xoay người định đi nhưng lại không cẩn thận đụng vào một người đàn ông mặt sẹo. Người đàn ông mặt sẹo lập tức tát cô bé một cái, tức giận mắng, không có mắt hả? Bốp! Cô bé bị tát ngã xuống đất, nhưng cô bé nhanh chóng đứng lên, liên tục dập đầu, xin lỗi, xin lỗi. Nhìn thấy cô bé liên tục dập đầu, người đàn ông mặt sẹo tức giận mắng mỏ vài tiếng, sau đó giật lấy bánh bao trong đĩa đồ ăn của cô bé. Cô bé vẫn còn đang dập đầu xin lỗi. Người xung quanh đều không dám bước đến. Người đàn ông mặt sẹo và người đầu chọc có mâu thuẫn với Diệp Quân trước đó đều là những người hung ác nhất trong giới tạp dịch. Nhìn thấy người đàn ông mặt sẹo đi lấy cơm, cô bé vội bưng đĩa đồ ăn lên chạy ra ngoài. Diệp Quân im lặng một lúc rồi cũng đi sang lấy cơm. Hôm nay Trúc Hạnh Nhiễm không đến đây ăn cơm. Diệp Quân đợi một lúc cũng không thấy cô ta, chỉ đành rời đi. Ngày hôm sau, lúc Diệp Quân đến đây ăn sáng, có rất nhiều người tập trung trước nhà ăn đang chỉ trỏ gì đó. Diệp Quân hơi tò mò, hắn đi đến thì nhìn thấy có một người đàn ông nằm ở trước cửa nhà ăn, chính là người đàn ông mặt sẹo. Lúc này trên người người đàn ông mặt sẹo đầy vết dao, ít nhất hàng ngàn nhát, thanh dao không chém vào những chỗ hiểm. Thế nên người đàn ông mặt sẹo này không chết, còn đang kêu gào thảm thiết, nhưng gã không thể kêu thành tiếng vì lưỡi của gã đã bị cắt. Diệp Quân, tình trạng thê thảm như vậy khiến mọi người ở đó đều kinh hãi. Diệp Quân quay đầu lại nhìn xung quanh, cuối cùng hắn nhìn thấy cô bé đó trong một góc. Cô bé bưng một bát cơm ung dung ăn. Ánh mắt cô bé vẫn luôn nhìn người đàn ông mặt sẹo đó nhưng lại rất bình tĩnh. Nếu làm loạn đến mức mất mạng, dĩ nhiên học viện thần miếu sẽ xử lý, chẳng mấy chốc 2 thị vệ của học viện thần miếu đến trước nhà ăn, họ cũng không nói gì, chỉ kéo người đàn ông mặt sẹo đó đi. Không điều tra. Vì mạng sống của đệ tử tạp dịch đều thấp kém với học viện, không đáng để họ lãng phí thời gian để điều tra. Lúc này cô bé đang ăn cơm bỗng quay đầu nhìn sang, không biết Diệp Quân đã đến bên cạnh cô bé từ lúc nào. Cô ta nhìn Diệp Quân, chớp mắt, rất ngây thơ. Diệp Quân nhấc áo của mình lên, trên bụng hắn vẫn còn một vết sẹo. Nhìn thấy vết sẹo, cô bé sửng sốt, sau đó cô bé nhìn Diệp Quân, hiển nhiên là cô bé đã nhận ra Diệp Quân. Diệp Quân nhìn cô bé, trùng hợp thật. Cô bé cúi đầu ăn cơm, ta không quen ngươi. Diệp Quân bình tĩnh nói, không biết ta à? Cô bé đứng dậy định đi. Diệp Quân nhìn cô bé, nhíu mày. Cuối cùng Diệp Quân đi nghe ngóng mới biết được cô bé này vừa vào học viện thần miếu, tên là Táng Cương, chuyên dọn dẹp phòng ở của học viên. Táng Cương. Diệp Quân khá ngạc nhiên với cái tên này, cái tên rất lạ. Sau khi về đến thư viện, Diệp Quân lại nhìn thấy Táng Cương, lúc này cô bé đang ôm một cuốn sách. Lúc nhìn thấy Diệp Quân, cô bé sửng sốt, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách. Lúc này Diệp Quân đi đến trước mặt Táng Cương ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt trong veo, trông rất giống một đứa trẻ ngây thơ. Diệp Quân nhìn sách trong tay Táng Cương, sau đó nói, đọc hiểu không? Táng Cương nhìn hắn không nói gì. Diệp Quân nói, ta biết chữ, có cần ta dạy ngươi không? Táng Cương bỗng nhếch môi cười, được. Diệp Quân nhìn tay trái Táng Cương đặt sau eo, nơi này không phải là nhà ăn, người có chắc người muốn ra tay. Táng Cương chớp mắt, người nói gì thế? Ta nghe không hiểu. Diệp Quân không tranh cãi với cô bé chuyện này nữa, hắn lấy cuốn sách đó qua, sau đó nói, nào, ta dạy ngươi nhận biết chữ. Táng Cương híp mắt cười, cảm ơn. Cứ thế Diệp Quân nghiêm túc dạy, còn Táng Cương cũng nghiêm túc học,
nhưng tay trái cô bé vẫn luôn để sau eo. Cứ thế khoảng một canh giờ sau, sắc trời dần tối, Táng Cương mới đứng lên rời đi. Nhìn Táng Cương đi, Diệp Quân khẽ nói, trong một canh giờ vừa rồi, cô bé đã 29 lần có sát tâm với mình. Vì huyết mạch của mình nên hắn cực kỳ nhạy cảm với sát ý, cho nên hắn có thể cảm nhận rất rõ mỗi khi đối phương lộ ra sát ý. Tiểu Tháp nói, cô bé này là một người độc ác. Diệp Quân gật đầu. Hắn từng gặp rất nhiều người nhưng chưa từng gặp ai độc ác như thế, tuổi còn nhỏ mà đã bình tĩnh và tàn độc như vậy. Nghĩ đến tình trạng thê thảm của tên mặt sẹo, hắn cũng cảm thấy hơi khó tin. Tiểu Tháp bỗng nói, ngươi không hận nó sao? Diệp Quân khẽ lắc đầu, ta không thể lấy tiêu chuẩn đạo đức và cách làm người của mình để đo lường người trên thế giới này, vì trải nghiệm của họ không giống ta. Sống mới là điều quan trọng nhất với người ở thế giới này. Mà ở nơi này, muốn sống thì phải tàn độc nham hiểm một chút, vì ngươi không tàn độc thì ngươi không thể sống tiếp được. Thánh mẫu sẽ là người chết đầu tiên nếu có loạn thế. Tiểu Tháp nói, vậy ngươi định làm sao? Diệp Quân khẽ nói, trước tiên cứ tiếp xúc xem sao. Tiểu Tháp nói, ừ. Lúc này Long Đại bước đến, cô ta vẫn mặc một bộ đồ trắng tinh tươm, phong thái hiên ngang. Nhìn thấy Diệp Quân, cô ta mỉm cười, sư phụ, ta đã học được thuật ngự kiếm rồi. Diệp Quân gật đầu, sau này cứ gọi ta là Diệp Quân ở nơi đông người là được. Long Đại cười nói, sư phụ muốn khiêm tốn, ta hiểu. Diệp Quân khẽ cười, sau đó nói, thuật ngự kiếm được phân chia rất nhiều loại, bây giờ cô học được chẳng qua chỉ là thuật ngự kiếm đơn giản, vẫn còn một loại ngự kiếm phi hành, cô có muốn học không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 118.